chương 741, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Có tiếp hay không? Lôi triết trong lúc nhất thời, khó mà quyết đoán. Gặp đây, Hạ Vũ nói, mời nửa giờ sau cho ta trả lời chắc chắn. Phòng rối loạn tưng bừng, Hạ Vũ lại cùng nữ chủ tướng đối cái ánh mắt, từ đầu đến cuối ngồi quỳ chân nữ chủ tướng, rốt cục hướng tân khách bồi tội tạm biệt, lĩnh Hạ Vũ đến một gian an tỉnh phòng. Về phần lôi triết, Catherine cùng Andre, nàng cũng không có lãnh đạm, chuyên môn phân phó nữ bột mang đến phòng bọn hoác tử. ầm um, Khép cửa lại, nữ chủ tướng quay người hỏi như vậy, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng hắn? Đuổi đi mới biết được. Hạ Vũ ngược lại là bình tĩnh, từ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đại sảnh đi ra, sắc mặt, nhịp tim tần suất liền chưa từng thay đổi. Ai? Nghe vậy, nữ chủ tướng thở dài, nếu thua, ngươi nghĩ tới thắng bại điều kiện không có. Nàng cuối cùng không đành lòng lời nói lạnh nhạt, mà lại, đêm nay nữ chủ tướng nhất là Ôn Nhu, nhẹ nhàng nói với hắn, không nên bị nộ khí thao túng. Ta chỗ này không có việc gì. Hắn xem nhẹ liền coi thường, ngươi nên cũng biết bọn hắn không ăn vào đi bánh gà tô nguyên nhân thực sự a à. Hạ vũ buông tay, cho nên a à, mấu chốt ngay tại cái này, cởi chung còn cần người buộc chung. Tri cô ta cũng không thể hố người một nhà a à. Một cái người một nhà mà nói, khiến cho nữ chủ tướng trầm mặt, thật nhiều lời nói không có y tứ nói lại. Vậy ngươi, nhưng lo âu nồng đậm, vẫn là viết tại nữ chủ tướng giữa lông mày. Thùng thùng, lúc này, có người gõ cửa. Yên tâm đi. Hạ vũ gật gù đắc y, vượt qua nữ chủ tướng, đi mở cửa, lạch cạch, cửa mở ra mái hiên đèn lồng ném bắn vào tia sáng, nhô ra ánh mắt nhìn lên, hắn giật nảy mình, bên ngoài hành lang đứng đầy người. Senjamon lĩnh hai vị tôn nữ, còn có Dojima Gin, Saiba Yoichiryo, Kanba, Aoki, Tamaga tỉ muội tại, thậm chí Tamaga gia trưởng Tamaga sinh cũng tới. Bọn này thân bằng hảo hữu, đều tại chăm chú nhìn xem hắn. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Senjamon mở miệng hỏi lại là hỏi như vậy a à. Hạ Vũ hơi có vẻ buồn rầu vào lông mày, nói thật, ta cũng không biết. Ách! Đám người hô hấp dừng lại cảm giác, không khí ngưng kết. Alice che miệng chen lên đến, giảng sư, ngài, ngài quá vọng động rồi. Tự nhận Hạ Vũ phan cùng Alice, lúc này cũng khó được kéo căng mặt, nói lắp mà nói, lôi triết dù nói thế nào, cũng là một vị lân trù A, à, nhanh triệt tiêu sô cu sách đi. Thừa dịp gia hỏa kia còn không có đáp ứng. Erina cắn môi ngóng nhìn hắn, muốn nói, tất cả đều hóa thành trong mắt nổi nóng bực bội nàng thật rất muốn trống người nếu là cùng hạ vũ một chọi một mặt đối mặt erina khẳng định trống lên có thể khiến người ta bớt lo không hạ lão bản tamagamisa tới dắt hắn tay áo bàn tay đang run rõ ràng nàng mới là đại tỷ tỷ cái kia cái vai trò số tuổi so hạ vũ lớn một đoạn giờ phút này lại tiếng nói run rẩy càng không ngừng lặp lại quá lỗ mãn quá lỗ mãn những người khác nhìn như không nói gì nhưng trong lòng hoạt động chi đặc sắc nhưng tại Sokuge sau viết lên một thiên hồi ức lục giống như viết văn. Không ai có thể ngờ tới, nguyên bản một trận không nhiều lắm biến số tấn thăng nghi thức, đột nhiên chen vào Sokuge. Hơn nữa, còn là lần đầu tiên, đủ kinh động thế giới lớn tin tức. Đặt trù hướng lân trù, vượt cấp Sokuge. Lại Sokuge người đề xuất, vẫn là trù nghệ, địa vị gặp tuyệt đối áp chế đặt trù. Một trận gió thổi qua hành lang. Dojima Gin, Kanba Masato giật nảy mình đánh trùng mình, bất tri bất giác, mồ hôi lạnh đầy tràn cái trán cùng lưng. Cuối cùng, vẫn là từ môn lên tiếng, ngăn chặn cái này loạn cục. Đám người liếu lo không ngừng thanh âm dừng lại, Hạ Vũ được cứu, lập tức đối Nakiri lão gia tử, đếm lấy cảm tạ ánh mắt. Thật quyết định. Hắn hỏi. Ừm. Hạ Vũ nặng nề mà gật đầu. Như vậy, liền thu hồi thắng lợi đi. Vứt xuống câu nói này, môn quay người, dẫn đầu đa số người trở về đại sảnh. Thực đơn liền quyết định là nhật thức bát trà chưng. Nữ chủ tướng thanh âm từ trong nhà truyền đến. Vật liệu đâu? ngươi cần tài liệu gì? ta chỗ này nhà kho phẩm loại sung túc, không đủ, ta tại y go cất vào kho, còn có thật nhiều cất giữ. chờ một chút. nghe vậy, hạ vũ trở về phòng tìm giấy bút. bác trà trưng, đương nhiên muốn trứng gà, lại số lượng còn không thể ít, trừ bỏ cái kia bốn vị chủ giám khảo, còn lại trình diện cự đầu cũng muốn mỗi người một phần bữa ăn, không thể chậm trễ. nhưng này bác trà trưng, không phải kia bác trà trưng, hoàn toàn phục chế nữ chủ tướng nhật thức bác trà chưng cũng không phải là hạ vũ nhất quán trù nghệ phong cách phong cách của hắn là cái gì thiên mã hành không vô câu vô thuốc nha một mực thả mình hắn tin tưởng nến qua nữ chủ tướng hoàn chỉnh thực nghĩa có lĩnh ngộ mình lại đi lấy chuẩn kim khung trái tim đầu bếp miêu tả thế giới thế giới kia khẳng định rất đặc sắc có thể để tất cả mọi người giật mình bởi vậy nguyên liệu nấu ăn tại trứng gà về sau liền trở nên hoàn toàn thay đổi những này là cầm tới nguyên liệu nấu ăn danh sách nữ chủ tướng tay run một cái trong mắt nổi lên kinh nghi tốt lộn xộn đây là nàng ấn tượng đầu tiên Nguyên liệu nấu ăn yêu cầu, không có quy luật chút nào mà theo. Đây quả thật là phong cách kiểu Nhật bát trà chân. Tri cô Rina âm thầm mướt mồ hôi, hướng hạ vũ ném lấy hỏi thăm ánh mắt, ai ngờ lúc này, thiếu niên đã hai tay khoanh tại thành ghế, cái cầm gối cánh tay, nhắm mắt thiêm thiếp dáng vẻ, nữ chủ tướng chỉ có thể đem nghi vấn toàn diện nuốt trở về. Lạch cạch. Cổng cài đóng. Tri cô chủ tướng, thế nào? Đợi tại bên ngoài Tamaga tỉ muội, Alice cùng Erina, lập tức vây quanh nữ chủ tướng chỉ có thể đem nguyên liệu nấu ăn đơn sáng cho các nàng nhìn a à. cái này cái gì phối hợp tổ hợp a xem không hiểu hành lang lập tức truyền ra kinh hô hòa phong viện lạc một đầu khác phòng như thế nào ngươi quyết định của mình đâu trong điện thoại có một cái thanh âm trầm thấp thủ lĩnh ta muốn tiếp lôi triết trong mắt lấp lóe sắc mặt giận dữ một cái lân cấp cũng chưa tới tôn cá nhảy nhép trước mặt mọi người hướng ta nhất lên ghét, ta có thể cự tuyệt sao đến nơi này lôi triết cười lạnh một tiếng. Huống chi, ta sớm muốn giải quyết tiểu tử này. Lần này là chính hắn một đầu cắm tới. Điện thoại đối diện có tiếng cười. Ta nghe được quyết tâm của ngươi, lòng háo thắng, không nghĩ tới ngươi lại bị một tên mau đầu tiểu tử làm cho thực sự tức giận. Ngữ phong đột nhiên nhất chuyển, nhưng là, ngươi cân nhắc đến hậu quả của sự thua đi. Lần này Sokuge, nhìn như là người tư đấu, trên thực tế, là ngươi đại biểu Bisukukika, cùng Nhật Bản Mỹ thực giới một lần chân ướt chân ráo đối mặt chiến đấu, ngươi cho rằng Rico Rina vì sao mời các ngươi xem lễ. Ngươi thua, Bisoku Kika tình thế tức lọc vào trọng tỏa, tương phản, nếu ngươi có thế gọn gàng thủ thắng. Lôi triết lập tức cái trán trải rộng mồ hôi lạnh. Ta sẽ không thua. Hắn gầm nhẹ đánh gãy. U U đọc sách vê đúp vê đúp vê U Can Su. Nét. Đầu kia yên tĩnh mười mấy giây, mới chậm chậm hỏi, đề mục là trứng, tình hình kinh tế của ngươi có phù hợp nguyên liệu nấu ăn ứng chiến A. Cái này liền xin thủ lãnh yên tâm gương mặt nổi lên mấy phần nụ cười dữ tợn, lôi triết nói, nói đến, ta còn muốn cảm tạ tiểu tử kia, hắn tại Sapporo thi đấu sự tình bên trên hoàn toàn chính xác có thật nhiều kinh diễm phát huy. Mà thân là đầu bếp, ta chưa từng có đình chỉ học tập, thông qua lặp đi lặp lại nhìn, kim khảm ngọc, kinh điển thực đơn đảng sinh thi đấu sự tình biên tập, bắt lấy như vậy một chút linh cảm cũng học để mà dùng. Ta từ không lo lắng các ngươi sẽ thỏa mãn với hiện trạng. Phải biết, tại Bisukukika nội bộ, đình chỉ tiến lên, thường thường mang ý nghĩa, đào thải đầu kia cười một tiếng, cúp điện thoại. Lôi triết thu hồi điện thoại. Tới đi. Sâm nhiên cười nhẹ tiếng vọng phòng, chém một cái danh dự vang nhất thiên tài tiểu tướng, cũng có thể để cái này toàn bộ Mỹ thực giới im lặng một đoạn thời gian. Chương 742, chặt đứt ràng buộc một đao. Đại sảnh. Tamaga sinh cùng cái khác ba nhà gia trưởng, sắc mặt nghiêm túc. Thật không nghĩ tới, sẽ đụng phải như thế một trận Sokuge. Chiyo gia trưởng, là trong bốn người duy nhất nữ tính, chừng 40 tuổi, người mặc hắc bạch phối hợp trang phục nghề nghiệp, khí chất đoan trang mà có uy nghi. Đúng vậy a. À. Quá đột nhiên. Can đảm lắm, nhưng cũng quá liều lĩnh, lỗ mãn. Một đám người thẳng lắc đầu. qua tan bê gia trưởng, một cái có võ sĩ gió hòa phục trung niên nam tử, đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân, than thở nói, có thể là đường đi quá thuận. Từ Sapporo trở về, hắn nên đóng cửa một thời gian, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Totosuki hệ động sự cự đầu cũng tại. Rất lâu không có lộ diện, từ khi Totosuki đoàn đội từ Sapporo đại thắng mà về, liền cục đuôi làm người Kawakimi Saiger, Kikuchi Musashi, tại phòng nơi hẻo lánh xì xào bàn tán. Cáp Kikuchi Musashi cái này tiểu lão đầu khuôn mặt cười đến cùng đóa hoa cúc giống như, vỗ đùi, trong lòng có vẻ lo lắng tiêu hết cảm giác, thâm trầm cười nhẹ, tiểu tử này là mình muốn cơ hờ, tết không có thể trách chúng ta. Kawakimi Saiger lại không tâm tình, sắc mặt có chút u ám. Nếu hắn thua, Bisukukika liền muốn khởi thế nha. Kawakimi Saiger có chút trách trời thương dân. Nói thật, quỷ phụ Nakiri Ayami bị đánh lui, hắn và Mỹ thực sẽ liên hệ như vậy bên trong gãy mất. Bởi vậy, làm trận này Sokuget liên quan đến Misukukika, Nhật Bản Mỹ thực giới vinh nhục thời điểm. Kawakimi Saiger không khỏi lo lắng. A, à, ta ước gì hắn cút. Kikuchi Musashi lại không che giấu oán hận. Hạ vũ tại Totosuki Vương quốc khởi thế, đơn giản thế không thể đỡ, mà đem đối ứng. Kikuchi Musashi thất thế, dần dần biến thành nhân vật trâu ri trong tay cổ quyền có không giữ được xu thế nghe trong phòng thanh âm tuyệt đối nhất trí nhìn suy cho dù là hạ vũ thân hữu này lại cũng không dám nói có thể thắng đột nhiên đại sảnh ngoài có tiếng sột soạt âm thanh một nam một nữ hai tên nhân viên công tác đem một cái nguyên liệu nấu ăn trương thả tại cửa đại sảnh chỗ ta là lôi triết tiên sinh trợ thủ nữ tính đối người phục vụ nói có người phục vụ vội vàng đi bẩm báo chỉ chốc lát nữ chủ tướng quay trở về phòng khách chính nhìn ở đây chủ nhân nữ trợ thủ nói đây là lôi triết tiên sinh phân phó chúng ta mang tới nguyên liệu nấu ăn. Nữ chủ tướng gật gật đầu, mệnh người phục vụ ôm lấy cái rương, thả ở đại sảnh trên quầy ba. Thế là, từng đôi mắt, không khỏi đối rương kim loại chú mục mà tới. Không khí cho người ta hít thở không thông nặng nề cảm giác. Thật nhanh. Alice con mắt trợn tròn, không dám tin thấp giọng hô, cái này nửa giờ còn không có đi qua, cái kia lôi triết liền quyết định ứng chiến thực đơn, cũng sớm đưa tới vật liệu. Trứng. Erina cắn chặt môi, gương mặt thần sắc vi diệu hoảng hốt nàng đột nhiên liền nghĩ tới mình gạo nếp trứng, cùng đi qua làm nàng nổi nóng vừa thẹn hổ thẹn cảm giác tràn đầy hạ thị lưu biến thân để trứng trộn lẫn cơm. Tự hồ lúc trước nàng cùng hắn trận đầu sô ghét, liền là lấy trứng làm đề. Từ cuối xuân 3 tháng, đến cuối năm, lại là tương tự, lấy trứng làm đề sô ghét, nhưng vượt qua không sai biệt lắm nguyên một năm thời gian, cái này trứng sô ghét lại sẽ tách ra như thế nào sáng lạng làm cho người kinh diễm hoa đây. Khẩn trương tim đập nhanh cảm giác bên trong, Erina trong mắt lại có một tia không hiểu hưng phấn sắc thái nàng mặc dù không có giống Alice, đem mình đối giảng sư, bản thân sùng bái biểu hiện tại bên ngoài, nhưng trong nội tâm, Erina đối với hắn lại có tin tưởng mù quáng. Gia hỏa kia khẳng định có mình ỷ vào A. Tại lân cấp tấn thăng nghi thức hiện trường, Sokoget kêu chiến một vị uy tín lâu năm lân trù, nếu như thắng lợi, cái gì khảo hạch món ăn đều lộ ra dư thừa. Không sai, hắn khẳng định là nghĩ dùng đường đường chính chính thắng lợi, cường thế chứng minh mình là một cái chân chính lân trù A. Erina âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Não động thiếu nữ tự cho là bắt lấy hạ vũ phát động sô cô ghét rõ ràng nhất tâm tư, khóe môi có nhếch lên độ cong. A, à, Chứng minh cái gì? Nếu như hạ vũ tại, xác định vững chắc phung đến một cái bạch nhãn, cô nương ngài thật suy nghĩ nhiều. Không có phức tạp như vậy. Hắn liền là muốn giết cơ hờ, kết lôi triết, diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, đơn giản như vậy. Về phần tự tin như vậy ý vào, hạ vũ nếu là nói ra, hắn cũng là vừa vặn tại nữ chủ tướng món ăn bên trong, chợt có lĩnh ngộ, muốn chân ướt chân ráo xác minh một phen. Ách, có ai sẽ tin tưởng? Đông đông đông. Tiếng bước chân truyền đến, đám người đều lã tả dừng ngữ, ngẩng đầu đối hành lang chỗ chú mục. Hành lang hai cái phương hướng, có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, mặt đối mặt đến gần. Như thế nào, lôi triết các hạ, cái này sô cu ghét ngài tiếp sao? Hừ. Lôi triết đối hạ vũ cười hỏi lạnh lùng hừ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đây chính là ngươi tự tìm. Không dư thừa có thể nói, cái gì ngoan thoại đều không đủ lấy tại lập tức, khái quát giữa hai người không thể điều hòa mâu thuẫn. Hạ Vũ, lôi triết vào nhà, nữ chủ tướng đã để các người hầu bố trí sô cô ghét sân bãi, ngay tại căn này đại sảnh, chỉ bất quá trung ương quầy ba, một phân thành hai, Hạ Vũ chiếm đông một khối, lôi triết chiếm tây một khối, lẫn nhau đứng lặng lạnh lùng đối mặt. Hả? Hạ Vũ chú ý tới lôi triết trước mặt trên bàn rương kim loại, trong lòng nghiêm nghị, nguyên liệu nấu ăn cái này chuẩn bị tốt. Lôi triết đột nhiên lên tiếng, hiếu kỳ a. À. Vô ý thức cực đầu, Hạ Vũ ách âm thanh, cười nói, tự nhiên là hiếu kỳ. Nghĩ không ra tình hình kinh tế của ngươi, lại có thích hợp nguyên liệu nấu ăn. Trong mắt lướt qua một tia mịt mờ kiên kỵ. Quyết đấu thực bá đầu bếp kinh nghiệm, hắn có không ít. Nhưng Max, Nakiri Ayami, nói trắng ra là, chỉ là lân cấp trở xuống tạp ngư. Hạ Vũ này lại cũng khó tránh khỏi thấp thỏm, âm thầm nói thầm, chọn một thực bá lân trù thử kiếm xác minh, có thể hay không quá sống. Tiếp lấy bản thân lắc đầu. Sống. Cùng lôi triết Sokuge, phát hồ nội tâm đơn giản giản hắn đã sớm muốn xử ly sạch lôi triết gia hỏa này bảo người mẹ nó nhớ thương lão tử nhớ thương nhà ta bảo bối ngọc long nồi thúc có thể nhẫn thẩm thẩm cũng có thể nhẫn hắn không thể nhịn a à. phòng tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được người phục vụ vẫn còn tiếp tục bố trí soku sân bãi dựa theo hai người yêu cầu lần lượt mang lên không ít đồ làm bếp mặt khác ego soku cục quản lý cũng phái tới người quản lý tên này trung niên quản lý gặp trong phòng chiến trận này cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh Tại Kanba Masato bộ trưởng trước mặt, hung hăng gật đầu cúi đầu, "Là, là, lần này ta sẽ nghiêm ngặt chấp hành giữ bí mật điều ước, tuyệt đối không cho phép bất cứ tin tức gì truyền ra ngoài." Sokugetsu điều định ra làm việc, "Cứ giao cho ta đi." Kanba Masato đứng dậy cầm qua văn kiện bóp da, đến quầy ba trước, cẩn thận hỏi Sokugetsu song phương, liên quan tới Sokugetsu thắng bại điều kiện, các ngươi thương lượng kết quả đây. "Ách, cái này còn không có thương lượng." Hạ Vũ trả lời. "Lôi Triết các hạ, Càng Masato quét về phía một bên khác, lại nghe vị này thực bá cự đầu lãnh khốc mà nói, người nào thua, như vậy lăn ra Nhật Bản, vĩnh thế không được đặt chân. Một mảnh hút khí lạnh thanh âm. Ừm. Hạ vũ sắc mặt cũng biến đổi, nhìn chăm chú đối lôi triết nhìn lại, rất nhanh nhưng lại cười. U U đọc sách VWVW. U Cang Su. Nét. Cái này Soku ghét điều kiện, có thể nói ngoan độc, một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Lôi triết căng cơ tại Bisukukika, thế lực vòng tròn cũng chủ yếu tại Bắc Mỹ, hắn thua được. Mà Hạ Vũ đâu, trước kia liền theo lão gia tử qua ngày, sơ trung, học sinh cấp 3 nhai đều tại Nhật Bản vượt qua, trù nghệ cũng tại mảnh này hòn đảo tiến cảnh thần tốc. Không đề cập tới sản nghiệp của hắn bố trí, hạ thị nhà hàng đủ loại, chỉ nói nhân mạch quan hệ, thanh mai trúc mã còn có một đám đáng yêu học sinh, thậm chí nữ chủ tướng, Dojima Gin, Senjamon những này cũng vừa là thầy vừa là bạn thân bằng nhóm, liền là tuyệt đối khó mà dứt bỏ. Bên ngoài, là cấm túc điều kiện, nhưng lúc này hạ vũ lại cảm giác được có một thanh sáng loáng đao nhọn lưỡi dao đối với hắn từng tia từng sợi ràng buộc nhìn chằm chằm một đao tức trảm trừ sạch sẽ hạ vũ chủ bếp ngươi tiếp nhận sao kanba masato mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đám người chăm chú chằm chằm hắn alice erina tại cách đó không xa sắc mặt có chút trắng bệch tamagamisa kéo căng tỉ tỉ aaka tay áo che miệng thì thào nói nếu bị thua hạ lão bản liền không thể ở tại tokyo sao ta tiếp nhận hạ vũ không sợ hãi chút nào nên tiếp lôi triết khiêu khích ánh mắt liền điều kiện này a à. ăn ngay nói thật ta là ăn thiệt thòi phía kia cho nên lôi triết các hạ ngươi không ngại ta gia tăng một cái bổ sung điều kiện a à. nói lôi triết lạnh lùng nói ngươi thua quỳ xuống xin lỗi hướng tri cô cùng trân quy của nàng chi vật xin lỗi nghe vậy lôi triết con ngươi thiết chặt cũng không để y lôi triết hạ vũ nói xong liền nhìn chầm chầm vừa bắn ra sô cô ghét nhiệm vụ lân chi minh biểu hiện ra ngươi trù nghệ lại một lần thành công trèo đèo lội suối thành quả, cũng đánh bại cường địch lôi triết, ban thưởng 10 điểm thiên phú, tiến hóa tinh thạch, kim. Chú y, nên nhiệm vụ có thất bại trừng phạt, như chiến bại, trước mắt chủ ký sinh đẳng cấp cao nhất trù kỷ đem bị bổn hệ thống cưỡng chế tính xóa đi. Chương 743, trống trận lôi, thường. Phần này nhiệm vụ tư liệu, rất đáng sợ. Ban thưởng 10 điểm thiên phú, một khối kim sắc, tiến hóa tinh thạch, chợt nhìn, còn tưởng rằng hệ thống bao lớn khí, nhưng thoáng nhìn một loạt trừng phạt văn tự, hạ vũ ngẩn ngơ chiến bại chủ ký sinh đẳng cấp cao nhất trù kỷ lọc vào xóa đi đây chẳng phải là nói hắn áp đáy hòm đồ vật ở bạo viêm viên mãn có mất trí nhớ phong hiểm này làm sao có loại võng du nhân vật tẩy kỹ năng đã thì cảm đâu hạ vũ nhã rảnh nói nhiệm vụ này là đem ta gác ở trên lửa nướng a không tử tế quá xấu bụng mời chủ ký sinh cần phải hoàn thành hệ thống máy móc đáp lại như chủ ký sinh thành công chế biến thức ăn ra phù hợp lân cấp tiêu chuẩn món ăn sáng tác đệ nhất môn bản nhân lân cấp thực đơn đem phát động siêu cấp ban thưởng đừng bánh vẽ uy hạ vũ tráng bốc lên gân xanh cái kia hoa cô nương lại xinh đẹp vậy cũng muốn cô tới tay mới là mình a hệ thống có thể đoán trước một cái ta tỷ số thắng sao. hắn hỏi hệ thống trầm mặc hô mẹ nó chí ít năm thành a hạ vũ bật hơi cho mình tăng thêm lòng dũng cảm quỳ xuống xin lỗi Hạ Vũ ngoài định mức bổ sung điều kiện, tổng kết ra, liền là hai cái này từ. Đừng đề cập lôi triết người Tây Phương này đối với cái này phản ứng mãnh liệt, coi như ở đây đám cự đầu, cũng đều là kinh hải bộ dáng. Tuyệt đối đừng dùng nhìn anime, kịch truyền hình ấn tượng, sử dụng tại Nhật Bản hiện thực xã hội, quỳ là Nhật Bản phong tục truyền thống không sai, nhưng nơi này quỳ, vẻn vẹn chỉ ngồi quỳ chân ăn cơm cái gì thường ngày lễ nghi. Thực tế thượng, hạ quỳ đối với Nhật Bản kim tới nói, cũng được xưng tụng là sĩ nhục, cử động lần này đại biểu tạ tội, hoặc là cầu xin tha thứ, có đầu đường phỏng vấn cho thấy, chỉ có ước chừng ba thành nhật bản kim thừa nhận từng có quỳ xuống kinh lịch. Tốt. Một cái trầm giọng tiếng hét, ngăn chặn trong phòng rối loạn, lôi triết nhìn thẳng mà đến, không che giấu nữa trong mắt ăn người hung lệ, ta đồng y. Thế là, ánh mắt mọi người hội tụ can ba Masato. Cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, can ba bộ trưởng cẩn thận hỏi, liên quan tới Shokugeki điều, hai vị còn có cái khác bổ sung sao? Không có. Không. Đạt được hồi phục, can ba nhẹ hít một hơi, phân biệt đến hạ vũ lôi triết phụ cận rất nhanh trên văn kiện liền có hai người thân bút ký tên cùng màu đỏ thủ ấn soku văn kiện có hiệu lực khép lại cặp văn kiện trang ba trở lại thủ tọa bốn cự đầu trước ngồi xổm hạ xuống có chút cuối người chào nói như vậy liền phiền phức bốn vị thành làm lần này soku ghét lâm thời giám khảo senzamon nhất chân trụ trì tamaga viện chủ cùng chiêu thần nữ đều là gật đầu chờ một chút bên có cái thanh âm đánh gãy soku ghét không nhiều hơn hai vị giám khảo như thế nào Andre cười hì hì nói, cũng chỉ chỉ bên cạnh thân Catherine, liền cùng nàng. Hai vị thực bá chuyên gia, hoàn toàn có tư cách tham dự lân cấp món ăn đánh giá khâu A. Vậy không bằng lại thêm một cái, đụng đủ bảy người, số lẻ. Hạ vũ tại cái này chen vào nói. Tốt. Andre vỗ tay, không để y phụ cận kinh ngạc ánh mắt, phản phất đem cái này xem như địa bàn của mình. Hạ vũ thì cười nói, cái này vị thứ bảy giám khảo, ta tiến cử Rico chủ tướng đảm đương, đừng quên nơi này là nhà nàng, nàng chính là chủ nhân đám cự đầu hai mặt nhìn nhau. Trang ba ngạc nhiên, đã thấy Sen Mon nhấc nhất chân trụ trì lẫn nhau đổi cái thâm y ánh mắt, thế là Sen Mon mở tôn miệng nói, vậy cứ như thế quyết định. Kết quả là, giám khảo tịch nhiều thêm ba tấm án đài, trọn vẹn bảy người, có ba vị là so sánh tuổi trẻ nữ tính lân trù, ngược lại vẫn có thể xem là tịnh lệ phong cảnh. Người chủ trì từ Canba Masato đảm đương, chờ giám khảo sắp xếp liền tòa, Sokuget sân bãi cũng đã bố trí xong, hắn nhìn đồng hồ đeo tay trầm giọng nói, hiện tại là 9 giờ tối, Shokugek lấy 3 giờ làm hạn định, hết hạn rạng sáng 12 giờ, mời hai vị Shokugek chủ bếp nắm chặt thời gian. Thắng bại, lấy bỏ phiếu hình thức quyết ra. Bảy vị giám khảo trước mặt bàn con bên trên, đều bày một cây xanh tươi cành trúc, thị nữ mới từ đình viện rừng trúc hái về. Đây chính là phiếu bầu ờ. Andre nắm lên cành trúc, dương lên, ánh mắt tại một trái một phải hai vị Shokugek tuyển thủ trên thân đảo qua, nhếch miệng lên vi diệu tiếu dung, ai có thể bắt được ta dạ dày. Ta cái này một phiếu liền cho người đó. Cái này tự hồ là một loại nào đó công bằng ám chỉ, Lôi Triết nghe hiểu. Hừ. Lôi Triết lạnh lẽo cứng rắn tuyên bố nói, trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nói xong, cũng mặc kệ ngoại giới như thế nào, hắn nhất qua tay một bên rương kim loại, cũng giọng mỉa mai quét mắt một vòng đối diện nhìn qua Hạ Vũ, hiếu kỳ sao? Ta nghĩ ngươi đối với nó hẳn là rất quen thuộc a. Cạch. Bốn bên cạnh kim loại khóa chụp hoàn toàn giải hết, cái nắp bỗng nhiên xốc lên, quanh mình người lại cùng nhau bịt mũi, một tia kỳ quái mùi hôi thối tiêu tán khiến cho người có xông vào hang động quái thú hang ổ ảo giác. Trương Kim loại bên trong, thịnh phóng lấy một viên hoàn chỉnh cự đảng. Hạ Vũ ách một tiếng, lập tức mặt hiện dị sắc. Cái này trứng, hắn thật sự là quá quen thuộc. Trứng rất lớn, đây là sắc ngoài duy nhất đặc thù, chỉ dựa vào tanh hôi cùng lớn, rất khó phán đoán đây là quái thú gì trứng. Trang ba Masato làm người chủ trì, đến gần hai bước hỏi, lôi triết chủ bếp, xin ngươi giảng giải một cái. Lôi triết vỗ vỗ cự đảng, mắt lộ ra giọng mỉa mai, đây là năm đầu chim chi trứng. Phòng thanh âm lập tức nhiều lên. A. À, năm đầu chim chi trứng. Khó trách như thế tanh. Ta nhớ được Hạ Vũ chủ bếp đã từng dùng năm đầu chim chi trứng tại Sapporo thi đấu sự tình sân khấu sáng tác phi thường kinh điển thực đơn kim thảm ngọc. Loại này trứng chi thực tài, cơ hội đánh lên cá nhân hắn đặc biệt ấn kỳ, lôi triết là cố ý dùng cái này trứng thị uy lượng kiếm a. T, hẳn là lôi triết cũng khống chế năm đầu chim chi trứng. ghét không khí tại lôi triết lộ ra nguyên liệu nấu ăn thời khắc này đột ngột vặn chặt trương như lửa lô mọi người không khỏi là hưng phấn đổ mồ hôi lấy kia chi mâu công phạt một thân lôi triết lòng tin có thể gọi là bành trướng a đại sảnh tiểu thiếp nhan kỳ thế mà tại chắp tay đứng ở quan sát ngầm lỗ trước hắn kỳ thật cũng được thỉnh mời mà lại là sen môn tự mình mời nhưng lấy nhan kỳ thân phận cũng không thích hợp tại cự đầu trước mặt công khai biểu diễn chỉ có số ít người mới biết vị này hắc ám giới lãnh tụ ở tại tokyo có một đoạn thời gian phúc Hạ Vũ rất muốn đối lôi triết giơ ngón tay giữa lên. Úc, hắn không phải phẫn nộ, tương phản, trong lòng có một tia nhỏ mừng thầm, đơn giản vui vô cùng. Khống chế qua năm đầu chim chi trứng, Hạ Vũ mình hiểu rõ vô cùng trứng đặc tính, một cái từ ngữ nhưng khái quát giả tính. Thực bá đầu bếp truy cầu nguyên chất nguyên vị, nguyên liệu nấu ăn phong vị là thế nào, liền như thế nào đi đem cái này phong vị, tận khả năng đi tô điểm cùng miêu tả, khiến cho đầu lưỡi nhớ kỹ hương vị cũng bị bắt làm tù binh. Bắt lấy điểm ấy, hạ vũ có thể nói đã khoảng thanh lôi triết món ăn phong cách tin tức rất mấu chốt mà hắn mừng thầm nguyên nhân đang ở đây gia hỏa này thật đúng là bành trướng dùng ta quen thuộc nguyên liệu nấu ăn công phạt ta coi ta là một người cờ hờ tết a à. âm thầm cười lạnh một tiếng lôi triết là phần này bành trướng tự tin u u đọc sách vê đức vê đức vê đức u can su nét trả giá đắt hạ vũ vẫy vẫy đầu bỏ đi dư thừa tạp niệm trầm xuống tâm bắt đầu kiểm duyệt nữ chủ tướng thay hắn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn ánh mắt lướt qua xếp trứng gà hộp dừng lại tại khối băng chồng lên hải sản nguyên liệu nấu ăn, tôm, sò tươi, con sò, xanh miệng nhiều lắm. Đương nhiên, không có gì ngoài túi chứa hai khối vây cá, còn có trong biển những vật này. Cũng khó trách trước đó nữ chủ tướng đối với mấy cái này nguyên liệu nấu ăn, đánh giá là lộn xộn, đó là tương đương tạp. Đầu này thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, lôi trích bên kia, lại cầm một cái đặc chế mở miệng khí giới, cẩn thận tại cự đảng mặt ngoài, mở cái khe, làm một khối vỏ trứng bị gỡ xuống, sền sệt trứng dịch tràn vào bát lúc, trong phòng không khí lập tức phiêu tán mùi thơm nồng nặc giám khảo tịch khoảng cách trù đài rất gần nữ chủ tướng hút miệng mùi thơm ngát đôi mắt lại chiếu ra một mảnh ung tùng nguyên thủy biển hoa nàng nhìn thấy cánh đồng hoa nhưng từng cây yêu diễm đóa hoa so với người còn cao nữ chủ tướng hữu tâm kinh cảm giác nhìn thấy một đóa hoa sống sờ sờ thôn vệ giống như là linh dương động vật ăn cỏ nguyên thủy giả tính tại mùi thơm ngát bên trong đám cự đầu nhìn thấy họa phong tương tự tình cảnh cái này trứng rất mới mẻ hắn từ chỗ nào lấy được hạ vũ cũng bị hương khí quấy nhiễu ngẩng đầu chật chật trong đất tâm tự nói chỉ là một cái nhỏ suy nghĩ hắn không có hướng xuống mì nghĩ, tâm thần đặt ở mình sau đó phải hiện ra xử lý bên trên bước đầu tiên canh từ mở đầu hắn hạ thị lưu bát trà chưng cùng nữ chủ tướng nhật thức bát trà chưng liền rất là khác biệt ầm uhm. vật nặng rơi vào lò trên đài thanh âm đáng giá nói chuyện hạ vũ đặc biệt muốn lớn lò than một cái canh loãng nồi gác ở lô bên trên nhưng cái này tự hồ cũng không phải là hắn chủ yếu chế biến thức ăn đồ làm bếp chỉ gặp hạ vũ quay đầu về cái bàn hướng mặt bàn dời một cái khác tương đối tiểu nhân cái nồi cái này tạo hình vẻ ngoài kỳ lạ cái nồi tương đương hút con ngươi mọi người tại đây ánh mắt đảo qua đều là kinh ngạc không thôi chương 744, trăm chống trận lôi trung nồi đất xem bộ dáng là nhưng này hai lỗ tai lỗ thoát khí là tình huống như thế nào khá quen cho ta ngẫm lại đang ngồi đám cự đầu thần sắc khác nhau ngược lại là nakiri nhà một đoàn người người có chuyện đình chỉ sắc mặt tương đương cổ quái dù là sen gia Môn trong mắt cũng nổi lên giật mình. Đây không phải hơi chân nồi đất sao? Ma vương mì sợi hạch tâm nhất chế biến thức ăn đồ làm bếp. Hơi chỏ. Tiểu thiếp bên trong, nhan kỳ kinh ngạc không thôi, đây là định dùng nồi đất nấu canh. Hạ vũ lấy hành động thực tế trả lời. Con tôm, là to ra tôm, sắc ngoài sắc thái lộng lẫy giống như đại lão hổ, bởi vậy gọi tên. Cũng không cần bóc vỏ, cái kéo răng rắc kéo đi tôm đuôi, tôm thương, rửa sạch bùn cát, liền bày ở nồi đất bên trong, hai ba đầu là đủ rồi sò tươi, con sò, xanh miệng những này, nhập kho trữ lúc càng là xử ly qua, hạ vũ vào tay không cần rườm rà xử ly, liền có thể trực tiếp ném vào nồi đất bên trong, cùng to ra tôm dọn xong. Vây cá. Trong biển. Mặt ngư. Trong biển là chân qua trong biển kết, cũng có thể trực tiếp tiến nồi, mà mặt ngư đâu, xử ly liền tương đối huyết tinh, hạ vũ cầm đao, vù vù mấy lần, trên thất một con còn y đồ leo lên tươi sống mặt ngư, mấy đầu xúc tu ứng thanh mà đứt, đông đốc rung rẩy chỉ lấy xúc tu mà không cần nhỏ hơn non mặt ngư thịt, hạ vũ tự có dụng y. Đến nơi này, viết mắt một cái nồi đất, có thể thấy được bên trong rực rỡ muôn màu hải sản nguyên liệu nấu ăn, nhưng nội bộ không gian còn có thừa, hạ vũ đem một bên trước hết nhất đơn giản ướp gia vị qua, nho nhỏ tiên tạc vây cá, bày ở tầng cao nhất. Còn không có kết thúc. Sốt cà chua, một bình. Sữa tươi dầu, hai muôi lớn. Muối ăn, trụ gia vị, đen hồ tiêu. Trên bàn bình bình lọ lọ, nhìn như tạp, nhưng hạ vũ lấy dùng chi tiết cực có trật tự, không ngẩng đầu một tay liền có thể chuẩn xác bắt lấy cái nào đó muốn gia vị bình thậm chí không cần cốc chia độ những công cụ này liền vô cùng nhẹ nhõm đem gia vị dùng lượng chính xác đến trong lòng cần thiết mỗi một tí tẹo thấy thế giám khảo tịch truyền ra một cái tiếng than thở âm nước chảy mây trôi nhất chân trụ trì khen lớn đúng vậy a à, phần này thông dong trang là trang không ra được hắn đã khống chế phòng bếp đồng thời tamaga viện chủ gật gật đầu quét về phía lấy trứng dịch đem trứng dịch bày ở một bên nhất cái nồi nước lôi triết, không phải ai đều có thể trực diện uy tín lâu năm lân cự đầu lực ác bách, còn có thể phát huy trấn định như thế. Chi ô thần nữ mỉm cười, nói, ta biết loại kia nồi, rất kinh điển Trung Hoa truyền thống đồ làm bếp, chủ yếu là dùng chân kỹ năng phát, chậm rãi chịu đến một nồi nồng canh. Bốn cự đầu bên trong, liền sen gia môn sắc mặt càng thêm cổ quái, ẩn có một tia chấn kinh cùng không hiểu. Hơi trỏ thì cũng thôi đi. Vài ngày trước, hắn vừa chứng kiến hạ vũ dùng loại này đồ làm bếp, chế biến thức ăn ra hợp cách ma vương mì sợi cần phải biết rằng, không phải cái gì nguyên liệu nấu ăn, thực đơn, đều thích hợp dùng hơi chỏ sung làm chủ yếu chế biến thức ăn dụng cụ, nhất là, Senjamon môn từ nồi đất xếp nguyên liệu nấu ăn, phát giác được mãnh liệt cảm giác quen thuộc, nhịn không được vỗ đùi, cái này quá hồ đến rồi. Phòng nơi hẻo lánh chỗ. Totosuki động sự cự đầu Kawakimi Saiger, Kikuchi Musashi kinh thanh nói nhỏ. Có vẻ giống như là Sekia Takashi môn kia thực đơn. Kikuchi Musashi cái này tiểu lão đầu níu chặt râu ria, thẳng trừng mắt. Kawakimi Saiger mặt mày quất thẳng tới, tuyệt đối liền là môn kia thực đơn. Trầm mặt một hồi, Kikuchi Musashi mới phát ra khó nghe tiếng cười, từ ít hầu gạt ra một câu, ha ha, chẳng lẽ hắn định dùng hải sản canh chế tắt bánh gato. Sekia Takashi nhân sinh thực đơn, điểm nhấp nháy, ở chỗ Mitari trong biển cùng bốn vây cá cá cờ phối hợp tổ hợp, nhìn xem hiện tại, hắn lại dùng phổ thông trong biển, phổ thông vây cá thay thế, mình bỏ qua điểm nhấp nháy, cái kia vận dụng môn này thực đơn y nghĩa ở chỗ nào. Hắn đã thua tại trọng yếu như vậy Sokuge, đi dùng cuộc sống của người khác thực đơn, a, à, chung quy là quá trẻ tuổi, một điểm nội tình cùng tích lũy đều không có. Kikuchi Musashi nửa hí mắt, toát ra xem thường. Hạ Vũ đang bận, đem nguyên liệu nấu ăn chứa vào hoàn tất, liền lấy cái nắp, đem nồi đất phong đến cực kỳ chặt chẽ. Về sau, trước tiên ở canh loãng trong nồi chống một cái kim loại giá đỡ, nồi đất bỏ vào, bày ở trên kệ, treo rời mặt nước, như thế nước liền sẽ không thấm tràn tiếng nồi đất. Cách nước phòng hộ, tại hơi chỏ vận dụng bên trong, là nhất là phải chú ý một cái khâu. Sau đó, khép lại canh loãng nắp nồi, cũng xuôi theo cái nồi khe hở nhất gấp vải ướt, đợi chút nữa tầng này vải ướt nhưng ngăn cản hơi nước tiết lộ. Đây là vì tăng tốc nấu canh tiến độ, tiết tiết kiệm thời gian, tất yếu không thể bỏ sót. Tốt. Lửa than chính vượng, Hạ Vũ không mang đến chính mình thiên công ống bể, hoặc là nói, ống bể tại đạo cụ cột, không tốt trống rỗng lấy ra làm cho người ta hoài nghi, hắn chỉ có thể mượn dùng nữ chủ tướng trong nhà máy quạt gió, cốt tại quá khứ liền có không ít sử dụng máy quạt gió kinh nghiệm, hạ vũ lộ ra bình tĩnh một trận cà chua mùi bay tới khống chế hỏa hậu bên trong hạ vũ hướng đối diện lôi triết ném lấy cảnh giác thoáng nhìn lò cổ bên trên có một cái nấu nồi cái nồi bên trong là hai cái chanh hồng to lớn cà chua chỉ là hơi qua nước đại khái 30 giây lôi triết liền lấy ra nước sôi bên trong lớn cà chua tay dọc theo trước đó đao mở ra thập tự ngấn nhẹ nhàng một lột đảo mắt hoàn chỉnh cà chua da liền bị tháo rời ra đây là đi cà chua da tiểu kỹ xảo dư thừa bằng da sẽ ảnh hưởng sốt cà chua nước cảm giác trợ thủ đưa tới nguyên liệu nấu ăn lúc thuận tiện cũng đưa tới đao cụ rương két lôi triết đánh mở rương không ngoài dự liệu đao quang mênh mông chợt nhìn đi trong rương lại chỉnh tề bài bố lấy tối thiểu 20 loại trù lưỡi đao lôi triết lấy ra một thanh giống như là dao gọt trái cây lưỡi đao hiện lên gần sóng trạng tiểu đao đông 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 lớn cà chua bị giải phẫu hóa thành nhỏ vụn đinh nát chú y nhìn thất tràn ra ngoài nước cà chua dịch cơ hồ không có cả khối đánh gậy sạch sẽ đây chính là đao công thể hiện chi tiết tràn đầy cà chua đao Hạ Vũ thầm nghĩ, trong lòng có chút chấn động. So sánh kiểu Trung Quốc, Nhật thức, kiểu dáng Âu Tây trù đao phân công nhỏ hơn gây nên, thậm chí Nakiri cà chua đều diễn sinh ra chuyên môn đao cụ, u u đọc sách vđvđvđ. U Can Su. Nét đây chính là lôi triết sử dụng. Nhìn lôi triết xuống bếp sau thần sắc cử chỉ, cùng cái này một cái trương trù đao, tràn đầy nghiêm cẩn, chăm chú. Mặc dù đối lôi triết tiết tháo kinh bỉ không thôi, nhưng Hạ Vũ lại không thể không thừa nhận. Vị này uy tín lâu năm lân trù, từ có bản lĩnh, không dung gạt bỏ. Đạt được không ít cà chua đinh nát, lôi triết liền dùng cái nồi nấu chín, giống như là nấu canh như thế, thả một chút xíu dầu, vẩy muối, đường trắng, lấy số lượng vừa phải nước ấm nắp lên cái nắp muộn nấu, không sai biệt lắm nước làm liền có thể ngừng bắn. Cạch! Vang đóng lại thanh âm. Tiến vào trạng thái lôi triết, lôi lệ phong hành, trước đó lấy trứng dịch, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng là tách ra, cả hai cắt chứa một cái bát, lòng đỏ trứng trộn lẫn nhập sữa bò, làm lôi triết lấy dùng một cái không nhãn hiệu cái bình, đổ ra màu trắng lúc, nồng đậm sữa vị mùi thơm ngát lập tức như bảo xâm nhập phòng cái này rửa bò không đơn giản đám người ngửi mùi ánh mắt co rụt lại nhếch miệng lên nụ cười khó hiểu lôi triết lại lấy một cái to như nắm tay màu xanh chanh lấy đặc thù đao cụ cắt nhắm ngay chuyên môn trang lòng trắng trứng bát chen vào không ít nước chanh thế là một cổ khắc nhẹ nhàng khoan khoái gió lốc gào thét mà ra làm lòng trắng trứng nước chanh hỗn hợp lòng trắng trứng đuổi nguyên bản cự đảng mang theo giả tính nguyên thủy phong vị càng là hình thành mảnh liệt hình tượng trải ra tại mọi người trong đầu. Cái kia phiến cành lá rậm rạp nguyên thủy biển hoa, trong gió chập chờn, một làn sóng lại một làn sóng mùi thơm ngát hương hoa hướng người quét, hình ảnh kia giống như thân trần tại trong biển hoa bay bước phi nước đại, đóa hoa, nhánh hoa ba ba vung ở trên mặt, trên thân, giả tính khí tức. Ừm. Hạ Vũ chú một lấy, đột nhiên biểu lộ biến đổi. Lòng trắng trứng bát, chậm chậm toát ra yếu không thể gặp hơi khói, tự hồ lòng trắng trứng cùng nước chanh, sinh ra một loại nào đó không muốn người biết phản ứng lại đi nhìn sữa bò, lòng đỏ trứng hỗn hợp bát. T. Nhịn không được hút khí lạnh, bị con mắt thấy kinh hãi đến. Chương 745, trống trận lôi, hạ. Hạ Vũ có chút mở to hai mắt. Cái kia sữa bò, lòng đỏ trứng hỗn hợp trong suốt pha lê chén nhỏ, lôi triết cũng vô dụng đánh trứng khí tùy y quấy, cũng không cần ngoại lực, chất lỏng tự thân thế mà sinh ra không thể diễn tả vận động. Lộc cộc, lộc cộc. Sữa bò không chỉ có không có hòa tan lòng đỏ trứng màu sắc, một chút dịch trắng, ngược lại đem kim hoàng sấn thác càng thêm thánh khiết. Thế là, vận động bên trong sinh ra bọt khí, trong chén một đóa lại một đóa bọt khí bốc lên, vỡ vụn. Một màn này, thình lình cực kỳ giống lòng đất dung nham tại bốc lên, sáng lạng mà cho người khí tức nguy hiểm. Thậm chí, ngưng động như thực chất nhiệt khí hình thành thủy triều, phần phật tuôn ra, giám khảo tịch đứng mũi chịu sào, bảy vị giám khảo cùng nhau động dung. A à một cái tinh nghịch tiếng cười, Andre cố y lớn tiếng nói, biểu diễn bắt đầu. Xem trọng đi. Catherine khó được tiếp lời, đây mới là thực bá lân trù diễn dịch. Bên kia, Alice, Erina tỉ muội đều là hé miệng, Tamaga tỉ muội cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Lòng trắng trứng cùng nước chanh hỗn hợp sinh ra sương mù ngược lại cũng thôi, như có như không, nhưng cái này sữa bò, lòng đỏ trứng phản ứng không khỏi quá kịch liệt. Bỗng nhiên, Tamaga Misa trắng nõn cái trán chảy ra mồ hôi nóng, gương mặt cũng bị nóng đỏ lên, giống như đang cố sức nhịn nóng bỏng chi vị hình tượng, thì thào nói, ta nghe được. Nghe được núi lửa phun trào bầu trời hạ xuống dung nham chi vũ thật là khủng khiếp diệt thế cảnh tượng màu đỏ bầu trời có một đôi to lớn độc nhãn tamaga misa thân thể lắc một cái gương mặt có sợ hãi con mắt đang nhìn chăm chú chúng ta đây là nàng siêu tính giác bắt đến xử lý hình tượng bên cạnh tamaga aaka thì ngưng trọng nói ác ma từ trong dung nham đi ra nàng ẩn ẩn nhìn thấy năm đầu cự điểu tại ức khí bờ đại địa phòng lặng ngắt như tờ theo một ý nghĩa nào đó thực bá lân trù sau vương đạo lân trù càng thêm thần bí vì sao nói như vậy? Bởi vì coi như Igor cơ cấu, nội bộ hệ thống cũng không có thực bá lân trù hoàn chỉnh Sokuge thu hình lại. Tùy y hai cái trong suốt bác phát sinh phản ứng, lôi triết liền đứng đấy, mặt trầm như nước, không thấy hỉ nộ. Dần dần, trứng hương, mùi sữa cùng nước chanh, riêng phần mình trong không khí, tiến hành mình phong vị độc tấu. Tất cả đều là cực hạn nguyên liệu nấu ăn chi vị. Dojima Gin cảm thấy chấn động, đối sai ba do Chirio thất giọng hỏi, do Chirio, ngươi từng tại Bắc Mỹ du lịch, đối với mấy cái này thực bá lân trù trù nghệ, ít nhiều có chút hiểu rõ a. À. Sai ba do Chirio gật gật đầu, chúng ta là trưởng ngự hư huyễn siêu huyễn tưởng đầu bếp, bọn hắn là tả thực truy cầu nguyên liệu nấu ăn cực hạn đầu bếp. Huyễn tưởng, tả thực, một cái dùng thực nghĩa, một cái dùng thực tế tồn tại huyễn tưởng nguyên liệu nấu ăn. Tại lân con đường này, vương đạo, thực bá như thế phân biệt rõ ràng. Đại khái 5 phút đồng hồ sau. Ông. Trong phòng không khí thế mà sinh ra rung động, trứng hương, mùi sữa cùng nước chanh, từ độc tấu hướng tới trùng hợp biến thành to giao hưởng cùng reo vang a à, nhắm lại lỗ tai tamaga misa giống như dự cảm đến cái gì vội vàng kinh hô liền bưng chặt hai lỗ tai giống như là tránh né pháo đốt nhưng ngoại trừ tamaga tỉ muội trong phòng đám người không có chút nào ứng đối một tiếng lệ gọi giống hệt trời nắng kinh lôi tình cảnh bên trong phòng như vậy dừng lại trọn vẹn qua một phút đồng hồ mới có cự đầu lưu mồ hôi lạnh bừng tỉnh các ngươi đã nghe chưa nói nhảm là chân thật thanh âm vẫn là vì sao lại có âm thanh đâu thực nghĩa lân món ăn có âm thanh chẳng lẽ thực bá lân món ăn cũng có âm thanh nghe trong phòng rối loạn ngôn ngữ catherine andre đối mặt lẫn nhau trong mắt đều có một tia nghiền ngẫm bọn này cái gọi là vương đạo đầu bếp quả nhiên lạc hậu andre trong lòng như thế cười trộn thanh âm cũng không chỉ vương đạo món ăn có thực bá món ăn không thiếu đây là vương đạo món ăn ẩn chứa thực nghĩa trực tiếp thể hiện tướng đúng hướng tới hoàn thành thực bá lân món ăn mỹ thực tế bào chân chính bị đầu bếp khống chế bám vào tại đồ ăn lúc cái gọi là thanh âm liền bị một đám người xem nghe được đó là năm đầu chim tế bào bị tỉnh lại chân thực tồn tại lệ gọi a à. thành công lôi triết nhìn chăm chú nhìn trên bàn hai cái bát miệng hiện nụ cười tự tin cấm kỵ trứng chim hết sức xin lỗi đồng thời dùng mấy loại cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn công phạt tại đỉnh tiêm thực bá đặc trù xem ra vô cùng khó giải quyết khống chế tại lôi triết nơi này lộ ra đơn giản như vậy phát giác được đối diện mau đầu tiểu tử quan tới khẩn trương ánh mắt lôi triết âm thầm hừ lạnh sữa bò nước chanh còn có quét mắt một vòng đã bốc lên nhiệt khí cái nắp rung động cái nồi còn có cà chua tấm kỵ ba hợp một ba vị một thể cấu thành tuyệt đối kiên cố ổ khóa đem cái này năm đầu chim chi trứng tấm kỵ trứng dịch cái gọi là nguyên thủy giả tính một mực ngăn chặn ba vị một thể mới là ta môn này thực đơn chân chính hạch tâm trứng dịch chỉ là mặt ngoài mê hoặc đầu lưỡi ngụy hạch tâm càng nhiều lôi triết không có hướng chúng cự đầu giải thích tất yếu thực khách một mực ăn ngon, cho khen ngợi là được rồi. Lôi Triết không nhiều dừng lại, tìm tới một cái đại hào điều trị bồn, đem phản ứng hoàn tất lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng chất lỏng, toàn bộ khuynh đảo, thế là trứng dịch một lần nữa tụ hợp, này lại lôi Triết động tác nhu chậm, để chất lỏng đầy đủ hỗn tạp, đại khái một hai phút, liền đạt được tràn đầy một chậu tử màu vàng nhạt sền sệt hồ trạng vật. Hướng bếp lò trên kệ cái chảo, dùng ăn dầu bôi đáy nồi, lôi Triết sử dụng dầu trơn cũng là tự mang, nhan sắc kim hoàng, tính chất tinh tế tỉ mỉ như tơ lụa, đổ ra hương vị nhưng vẫn mang hương thơm mùi thơm, giống như mật hoa, trong phòng không ít người có chút biến sắc, nhận ra loại này dầu trơn. Ta nhớ không lầm, Nakiri Ayami từng tại Sapporo Sokuget bên trên, dùng qua loại này dầu trơn A. Dojima Kim Thất Thanh nói. Tuyệt đối là. Sai ba do Chirio trong mắt ẩn có kinh ngạc. Đảm đương người chủ trì can ba bộ trưởng, tiến lên một bước hỏi, lôi triết chủ bếp, có thế hơi giải thích sao? Lôi triết động tác dừng lại, đây là hoàng mỹ dầu. Hoàng mỹ dầu. Đúng, một loại trăm dùng thiên nhiên dầu trơn, cấm kỵ cấp bậc, sớm nhất là Nakiri Ayami phát hiện, nhưng duy nhất nơi sản sinh đã bị chúng ta khống chế. Lôi triết nhàn nhạt trả lời. Andre nghe vậy, mặt có ghen tị nói, thật không biết Nakiri Ayami tên kia ở đâu tìm kiếm loại này cấm kỵ dầu trơn. Đám người chưa kịp nhiều thảo luận, bôi mở cái chảo, bị nhà bếp làm nóng, cái kia một sợi dầu trơn mùi thơm càng cuốn người. Liền lấy cái chảo, làm nóng lòng trắng trứng lòng đỏ trứng hồ trạng vật. Kỹ xảo, giống như là bánh tráng, đổ vào một chút hồ trạng vật, lấy chất gỗ cái nồi sang bằng, nhìn thấy hồ trạng vật xỏa tung lúc, lôi chiếc liền đem trứng bánh sạn khởi, đĩa trang, bỏ vào lò vi ba. Lòng vòng như vậy. Một mảnh lại một mảnh trứng bánh tiến lò vi ba. Đinh. Mấy phút sau, mảnh thứ nhất trứng bánh ra lò, làm lò vi ba mở ra thời khắc đó, không khí đều bởi vì nồng đậm giống như thực chất hương khí, trở nên chậm chạp ngưng trệ. Gãy đôi đồ ăn thành phẩm, u đọc sách v đúc v v U can su nét xối bên trên một mực tại nấu chín sốt cà chua nước. Lôi triết lần lượt đem mấy cái đĩa bưng lên giám khảo bàn, nếm thử đi. Đây là cá nhân ta độc nhất vô nhị đặc chế thư phù lôi ôm trứng. Thư phù lôi ôm trứng. Giám khảo tịch, bảy vị ngồi quỳ chân giám khảo, nhất trí gật đầu. Trên thực tế lôi triết tác phẩm cũng không khó đoán, gặp hắn dùng sữa bò trộn lẫn lòng đỏ trứng, nước chanh hỗn hợp lòng trắng trứng, đang ngồi chính thành cự đầu, trước tiên, đều đối lôi triết thực đơn có phán đoán. Thư phù lôi chỉ pháp thức xử ly kỹ pháp, phiên dịch thành trứng sữa sốt giòn không có vấn đề gì cả. Đơn giản khái quát, thư phụ lôi loại này kỹ pháp liền là vận dụng lòng trắng trứng biến hóa, khiến cho đồ ăn biến xỏa tung, bành trướng, cảm giác mềm mại, mềm mại tới trình độ nào đâu. Bảy vị giám khảo bên trong nhất là sinh động Andre trước cầm nắm thìa hướng trên mâm ôm trứng ép đi đổ sụp hình thành, nhưng đảo mắt bắn ngược lực đạo thậm chí đem thì đính đến lay động, co giãn kinh người. Qua cái này co giãn khen lớn, co giãn lôi triết thẳng lắc đầu cái này không tính là gì, mở ra nó. Mở ra. Nữ chủ tướng nắm môi tay, có chút dừng lại. Trên mâm ôm trứng rất là xinh đẹp, trứng bao ngoại tầng, đỏ tươi nước tương giao thoa lấy. Từ đó mở ra, phương pháp ăn lộ ra thô ráp chút, nhưng nữ chủ tướng chỉ là làm sơ chần chờ, liền cầm lên thìa, dơ lên cao cao. Hoa. Bỗng nhiên vung xuống thìa, hình thành ngân sắc lưu quang, cơ hồ đem kim sắc trứng bao, một phân thành hai. Trong chốc lát, mắt trần có thể thấy một hơi khí nóng, lao thẳng tới nữ chủ tướng hai gò má. Cả người chấn động mạnh một cái, đồng tử của nàng, phản chiếu ra một con cự điểu. Năm cái đầu, năm cái thật dài cái cổ, theo một tiếng lệ gọi, cự điểu như lửa xe đối diện trạng đến, nữ chủ tướng khoảng cách xuyên qua đến tiền sử thế giới, bị cự điểu đính đến chóng mặt, ném bay ra ngoài, tại chỗ cao lập tức lãnh hội toàn bộ bao la hùng vĩ đại địa, trong nháy mắt kia nàng mất phương hướng, không biết vì sao. Chương 746, ẩn tàng đòn sát thủ. Hương vị, chân thực tồn tại trong nháy mắt đi đến một cái thế giới khác chuyển vòng trở về, nữ chủ tướng tháng nhưng, thì bạc đối trên mâm kim sắc trứng bao, giữ lại đi một khối, đưa vào miệng, cẩn thận nhấm nuốt phẩm vị. Trứng bao cảm giác rất như là mouse bánh gato, dày đặc, mềm mại, vào miệng tan đi. Đương nhiên, cấm kỵ chi trứng nồng đậm tư vị, rào rạc chiếm cứ khoang miệng cũng hướng toàn thân tiến lên lúc, dù là từng lượt chân tu nữ chủ tướng cảm thấy cũng kinh tháng không thôi. Không thể diễn tả thần kỳ chi vị, giống như trứng, không phải trứng, ăn một miếng xuống dưới, tựa như là đem đại hoang nuốt vào bụng, nữ chủ tướng trong tầm mắt, không ngừng thổi qua nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cái bóng. Trừ ra trứng gà không nói, nhất làm nàng rung động, thuộc về kiến tạo bánh gato cảm giác sữa bò. Cho khoang miệng tơ lụa xúc cảm, để trứng bao mềm nhẵn đến cực hạn, cẩn thận đuổi theo một tia nhàn nhạt mùi sữa, nữ chủ tướng trong đầu, lại có một trương ầm ầm sóng dậy hải đồ, chậm chậm triển khai, to lớn, toàn thân có sữa bò điểm lấm tấm cự kình, tại xanh thẳm mặt biển ngoi lên mặt nước thở, trầm thấp quay lại tiếng kêu to bên trong, một chùm cao cao sữa bò suối phun giữa không trung hướng bắc phương phun ra rơi ở trong nước biển thậm chí dẫn tới bầy cá tranh đoạt cái này là như thế nào một loại sữa bò nguyên liệu nấu ăn đâu dù là kiến thức rộng rãi nữ chủ tướng cũng có bị sữa bò cự kình kinh hãi đến không chỉ sữa bò trước đó cùng lòng trắng trứng hỗn hợp phản ứng nước chanh cũng tùy y tản ra mình nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng cái khác cự đầu cũng tuần tự bắt đầu ăn một muôi hoặc hai muôi vốn là ở vào mùa đông trong phòng cái này càng giống quăng vào tên là nhẹ nhàng khoan khoái sương mù tạc đạn mỗi người đều là một bộ rộng mở trong sáng nhìn thấy trời xanh mây trắng tại chỗ cao nhìn xuống đại địa rung động biểu lộ thật là nồng nặc nhẹ nhàng khoan khoái ta dưới lòng bàn chân giống như có đại sơn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên giản làm cho người ta liếc thấy mặt cái này tokyo đêm tối a à? có cự đầu hưng phấn đứng dậy đúng vậy a à? nhẹ nhàng khoan khoái cực đỉnh có bộ dáng như vậy a à? thì ra là thế cái gì gọi là thông suốt nhẹ nhàng khoan khoái đại khái có bộ dáng như vậy, trong chớp mắt xuyên qua, rõ ràng là ngồi trong phòng, ta lại giống như là đi bầu trời ngao du một vòng trở về. Không tin. Nhìn ta bên này. Một vị không biết tên lão giả, tóc trắng giống như lọc vào điện giật, tất cả đều dựng thẳng lên, hắn bên cạnh lột tay ra bạo tạc đầu, vừa khóe mắt mang theo hưng phấn lệ quan nói. Bị nhẹ nhàng khoan khoái tư vị, kích thích rơi lệ, đây là nhìn thấy thế giới bao la hùng vĩ kích động chi nước mắt. Nakiri Erina cắn môi, bên cạnh, Alice lông mày xoắn suy, nhỏ giọng thầm thì không ngừng, cái này nước chanh, quả nhiên không đơn giản, là chất hỗn hợp, còn là thuần túy nước trái cây. Làm sao cho ta một loại phân tử thức ăn ngon đã thị cảm đâu. Đột nhiên, một trận ngọt chua khí tức bay tới, Erina hung hăng khịt khịt mũi, lúc đầu không quá tình nguyện sắc mặt, hướng tới hòa hoãn. Nàng cúi đầu nhìn ông trứng mặt ngoài giăng khắp nơi đường cong, những đường cong này như thế tiên diễm, trên thực tế liền là sốt cà chua, nhưng rất rõ ràng, những này sốt cà chua đồng dạng không đơn giản, ngửi một ngụm hương vị, Erina ít hầu liền không khỏi nhấp nhô, ngón tay run rẩy giống như điện giật, vội vàng cầm nắm thìa, cắt vào ông trứng múc ra một khối vẫn lắc lư đông lạnh trạng màu vàng kim nhạt vật, đưa vào miệng. Trong nháy mắt, chiếc lưỡi của thần mang tới nhấm nháp phản hồi, khiến cho Erina đại não kịp thời, trong mắt lộ ra rung động. Oanh! 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 Oanh. Liên hoàng bạo tạc! Cấm kỵ sữa bò, nước chanh, sốt cà chua, các từ nổ tung, mà kỳ diệu là, ngay tại khoang miệng nổ lớn bên trong, nguyên vốn thuộc về thực đơn hạch tâm khâu cấm kỵ chi trứng, từ đầu đến cuối tại bạo tạc trong hỗn độn chìm nổi, giờ khắc này, Erina ẩn ẩn trong thấy cấm kỵ tam trọng thiên. Tầng thứ nhất, thuần trắng, thuộc về sữa bò. Đệ nhị trọng, nhan sắc xanh bên trong mang cam, thuộc về chanh. Đệ tam trọng, đỏ tươi, thâm thúy, là cà chua. Mà liền tại tam trọng thiên lẫn nhau dây dưa trùng điệp khu vực, trứng ngay tại cái kia, phản phất có thể tuyên cổ xa xưa. Tam trọng thiên, trong thế giới thế giới. Lôi triết, Nguyên lai đây chính là ngươi mới thực đơn kết cấu A, cấu tứ hoàn toàn chính xác tinh diệu. Giám khảo tịch, tóc dài, dương váy an rê, mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói, sữa bò kình chi sữa, vốn là sinh ra từ biến cả nguyên sinh nhũ dịch, tự mang hải dương cực hạn phong vị, ăn hết liền có thể cảm nhận được hải dương sự bao la. Chanh nước đâu, nếu như ta vị giác phán đoán không có phạm sai lầm. Cái này mười phần là hợp thành cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn, nên là hạnh nhân chanh nước trái cây, đang ngồi người hoặc nhiều hoặc ít có tiếp xúc, nhưng một loại khác hợp thành vật các ngươi tuyệt không biết nàng vô cùng chắc chắn. Tại cái này hít sâu một hơi, trong mắt hưng phấn càng đậm, Andre không khỏi nghiêng về phía trước thân thể, gấp chầm chầm lôi triết, chỉ phun ra một chữ. Nước. Đám người không hiểu, ngoại trừ như có điều suy nghĩ Catherine. Không sai, nước. Lôi triết gương mặt có nụ cười nhàn nhạt, bầu trời chi thủy. Bầu trời chi thủy. Lần này, Nhật Bản chúng cự đầu tập thể mộng bức trạng thái, rõ ràng một đám người trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, lại tại cái này tri thức trống không. Catherine thân thể mềm mại chấn động, được không khí nước. Andre thay lôi triết trả lời, tuyệt sẽ không sai, loại kia nhẹ nhàng khoan khoái đến phản phất tại vạn mét cao phong hô hấp cảm giác, liền là không khí nước, vẻn vẹn luận vào miệng thuận hoặc cảm giác, tại tất cả huyễn tưởng nguyên liệu nấu ăn bên trong đủ đứng vào trước năm, mà lại, làm các loại xử lý lĩnh vực chế biến thức ăn dùng nước, nó bị đông đảo long đầu bếp thậm chí thiên vương, phụng như chí bảo, một lít lượng liền có thể để lân đầu bếp tiến hành sinh tử sô cu ghét. Thì ra là thế. Nakiri Senjamon gương mặt hiện lên một tia giật mình. Thực bá lân trù không ăn nghĩa, có thể ăn vật, lại mang cho đám người ngao du bầu trời nhẹ nhàng khoan khoái, mà cái này, cũng hoàn toàn là phát huy nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh phong vị nấu nướng kỹ pháp. Cùng thực nghĩa hoa trong kính, trăng trong nước so sánh, u đọc sách vê đúc vê đúc vê đúc. U can su. Nét nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh phong vị, chân thực tồn tại, như khống chế thỏa đáng, mang cho người ta rung động tự nhiên cũng càng vững chắc. Trong phòng thanh âm đột nhiên biến mất sạch sẽ, còn lại tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, liền là thì moi móc đồ ăn. Quá may mắn đêm nay. Nơi hẻo lánh, tại một đám cự đầu bên trong, cực không thấy được phẩm vị tuần sang, tổng biên qua tan yuki, từng miếng từng miếng, biểu lộ thần thánh, cắn nhai đồ ăn lúc bờ môi đều đang rung động, nội tâm khó mà bình tĩnh. Lại một môi Qua tan yuki nhìn chầm chầm thì bên trên một khối nhỏ đông lạnh trạng vật, cổ tay tại lắc, như cùng ở tại nhìn trên thế giới trân quy nhất bảo thạch, đôi mắt ống ánh hiện ra ánh sáng. Không sai, một môi lượng có thể so với bảo thạch. Liền là như thế chút điểm lượng, bên trong lại ẩn chứa nhiều loại cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn bí mật. Không khí nước loại nước này chí bảo, Watanbe Yuki là Mỹ thực giới tuyến đầu tiên tin tức thu thập người, mơ hồ biết chút ít. Đây là vô giá vật, trên thế giới duy nhất sản xuất đỉnh núi con suối, nghe nói từ Bisukukika vị kia thủ lĩnh tự mình giám thị, dưới trướng hắn bác đại lân cự đầu, tự nhiên có thể thông qua nhiệm vụ hoặc là cái khác dọc đường, hướng thủ lĩnh đổi được chí bảo. Nhất khiến Watanbe Yuki giật mình là, lôi triết lại bỏ được tại như thế một trận tự mình cô ghét bên trên dùng ra như thế vô giá bảo cấm kỵ chi trứng chỉ là biểu tượng a đòn sát thủ giấu quá sâu tiếng thở dài thư phụ lôi ôm trứng cũng không khó làm lôi triết chỉ phí đại khái một giờ liền làm đủ trong phòng tất cả mọi người lượng bất tri bất giác khoảng cách lôi triết mang thức ăn lên đã qua một giờ lâu nhưng trong phòng đám người vẫn yên lặng tại cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn đắp lên ngạc thở bầu không khí bên trong tự hồ đem một vị khắc cô ghét tuyển thủ quên đi rất nhanh, 3 giờ sau cuộc ghét chiến, chỉ còn nửa giờ kết thúc công việc thời gian. Mà vào lúc này, một mực mở máy quạt gió nấu chính xác thuốc hạ vũ, cũng rốt cục để lộ nắp nồi. Ầm ầm. Chương 747, đánh tan tinh xảo chi vật. Ầm ầm. Trong không khí, không hiểu rung động. Thép nhôm chất liệu sáng như bạc canh loãng nắp nồi, thoát ly bản thể mà lên, trong chốc lát, một cổ nồng đậm xương trắng, mang theo không thể ngăn cản lực trùng kích, quanh bay lên, giống như màu trắng tình thiên đại trụ. Tối tâm ở giữa, có một cái thần bí chi cửa mở ra ở đây tân khách bất luận trù nghệ cao thấp không quan hệ thân phận ti tiện liền ngay cả đứng hầu tại nơi hẻo lánh ẩn hình đông đảo kimono nữ nhân trẻ tuổi tại cùng một dây loại cùng người khác cự đầu không hẹn mà cùng chú mục tới xảy ra chuyện gì vừa mới còn đang thán phục lôi triết trí mạng đòn sát thủ Watanbe yuki kinh hải ngẩng đầu giống như là tao ngộ cái quỷ gì quái gương mặt xinh đẹp bá một cái tái nhật có tiếng gì đó ai đang gọi trong phòng một mảnh bạo động cái khác cự đầu, chỉ có số ít người như cũ trấn định ngồi quỳ chân có trong hồ sơ mấy về sau, nhưng đa số cao giai đầu bếp, lúc này biểu hiện chưa hẳn sau một cái yếu đuối nữ lưu tốt đi nơi nào, kinh hoảng tứ phương, có người thậm chí dọa đến đứng dậy, đụng đổ bàn trà, đĩa, thiền, đổ những này bộ đồ ăn lăn đầy đất. Lôi chiếc sầm mặt lại. Dương Dương đắc y, cảm thấy trào phúng một đám thực nghĩa cự đầu theo không kịp thời đại Andre, biểu lộ cũng có ngốc trệ. Muốn nói trấn tĩnh nhất, vẫn là giám khảo tịch cái kia bốn vị long cự đầu, dù sao kiến thức rộng rãi, Loại này khoa trương thực nghĩa biểu hiện thủ pháp, tuy có như vậy một chút ly kinh bạn đạo, trương dương chút, nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, động tĩnh to lớn như thế, không phải cũng đã chứng minh trong nồi thực nghĩa rất không phổ thông à? Thực nghĩa nhất chân trụ trì động dung. Sao lại thế? Luôn luôn lời nói lạnh nhạt cho người ta sát tinh khí tràn tamaga viện chủ, mày trắng nhảy lên, cũng khó có thể bình tĩnh đi xuống. Ánh mắt quét về phía màu trắng trong sương mù dày đặc thẳng tắp tuổi trẻ thân ảnh, hắn còn quá trẻ, tuổi còn trẻ là vị thành niên a. À? ô thần nữ, một vị nửa thân thể xuống mồ tóc trắng lão ẩu, khó được mở to lão hoa nghiêm trọng con mắt, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hạ vũ chỗ trù đài, dần dần, nàng trong tầm mắt cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Bốn cự đầu bên trong, là thuộc Nakiri Senjamon trên mặt trấn tĩnh nhất, nhưng trong mắt toát ra vui mừng, cũng nói nội tâm của hắn cảm xúc có khá lớn chập trùng. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tamaga sinh chẳng biết lúc nào, đi đến hai cái thân nữ nhi bên cạnh ngồi xuống, kinh thanh hỏi. Hắn chỉ là một vị đặc cấp đầu bếp, chỉ là đại khái cảm nhận được cái kia trong nồi nồng canh nhất định không đơn giản, mà cái gọi là thanh âm, càng là loáng thoáng. Hắn cần đặc thù thiên phú người, trợ giúp giải độc, mà hắn hai vị nữ nhi, đều có bẩm sinh siêu cấp thính giác thiên phú, trùng hợp có thể đảm đương so can ba bộ trưởng càng xứng chức người chủ trì giảng giải. Phải biết, này lại can ba bộ trưởng cũng mộng, đứng ở quầy hàng phụ cận, thật lâu không có một tia phản ứng. Tamaga Misa che miệng, trợn tròn đôi mắt đẹp, nói mớ nói, thần ma loạn vũ. Hở? Tamaga xin khẽ giật mình cánh cửa kia mở ra. Phát trung tiếng nói, quy thiên kim tamaga aaka, trống không biểu lộ thì thào nói, phía sau cửa là vực sâu không đáy thế giới, không có cuối cùng, to ra tôm, sò tươi, con sò, xanh miệng các loại nguyên liệu nấu ăn đều biến thành cường đại ác ma. Tamaga xin nghe được mắt trợn tròn, cái này xác định không phải tại độc thơ. A, à, một cái kinh hô, Tamaga Misa thân thể mềm mại run rẩy, trắng nõn cái trán trải rộng tinh miệng mồ hôi, nàng trông thấy trong sương mù dày đặc, có trong biển huyễn hóa mà ra lao tù, cầm tù lấy nàng trực tiếp chìm vào không đáy luyện ngục nghe không hiểu kỳ quái bô bô âm thanh bên tai bờ càng thêm rõ ràng ba cưỡng ép tránh thoát hình tượng trước tamagamisa nhìn thấy một đầu trơn bóng buồn nôn xuất tu từ hắc ám chỗ sâu nhô ra y đồ đem nàng bắt lấy đến ác ma quốc gia ai biết tỉnh lại trước tiên tamagamisa không phải kinh hô run lẩy bẩy mà là hai tay bao trùng tại áo len che khuất trên bụng nhỏ trên mặt có một tia ngượng ngùng lộc cộc tiếng vang dội muốn ăn hoàn toàn bị treo ngược lên nha nàng cúi đầu buồn rầu. Tựa như tại đáp lại, trong phòng, liên tiếp vang lên một mảnh thèm trùng kêu to thanh âm, và hầu hạ nữ môn xấu hổ, đám cự đầu từng cái cũng tại ra vẻ trấn tĩnh, tràn cảnh đột nhiên mang theo buồn cười hỏa phong. Trên thực tế, làm cái kia phiến thần bí đại môn mở ra thời khắc đó, lân trù thực bá chi dạ dày. Liền cảm ứng được cái gì, bắt đầu nhảy cẩn hoang hô. Vì cái gì? Lôi triết phát giác được túi dạ dày dị thường rung rẩy sắc mặt tương đương phấn khích. Trận này hắn vốn là cực độ bệnh kén ăn, không hảo hảo hưởng dụng dừng lại đồ ăn, này lại bạo phát đi ra muốn ăn, như là tránh thoát lồng giam ác ma. a à, không, phải nói, vốn chính là ác ma thoát khốn, lôi triết xuôi ở bên người song quyền gắt gao nắm chặt, gân xanh giống như tiểu côn trùng, tại trên trán nhúc nhích, gương mặt đột nhiên trở nên mười phần dữ tợn. Đông, 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 chỉ là mở vung thanh âm, liền để lôi triết khống chế không nổi bạo tẩu. Kỳ thật trong phòng động tĩnh đều tại hạ vũ trong khống chế. Lôi triết bưng lên thư phù lôi ôm trứng quá trình, bị hắn tận xem đáy mắt, lúc ấy Hạ Vũ là sai kinh ngạc thêm buồn cười tâm tình, vì cái gì đây? Cái này muốn từ Shokugeki Linh, nguyên tác nói lên, Dược Vương Yukiriya liền là một cái chế tác ôm trứng cao thủ, dạng này thức xử ly bị hắn chơi ra bỏ ra, từ hội trại tập huấn trong lúc đó bữa sáng mini ôm trứng, đến mùa thu tuyển bạc cà ri trứng bao hầm cơm, kỳ thật đều có ôm trứng chế biến thức ăn tư tưởng ở bên trong, đối bây giờ Hạ Vũ mà nói, kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Kỹ thuật không đáng giá nhắc tới, cái kia nguyên liệu nấu ăn đâu lôi triết đối cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn đắp lên hạ vũ đương nhiên là có bị hù dọa max quỷ phụ nakiri ayami vận dụng cấm kỵ nguyên liệu nấu ăn khống chế một loại coi như cường đại có thể lập tại đặc cấp đỉnh phong lôi triết ngược lại tốt dùng một lát liền là mấy loại cái gì sữa bò kình cái gì bầu trời chi thủy cốt a không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trong này chỉ có năm đầu chim chi trứng hắn được cho quen thuộc cái khác toàn diện không hiểu rõ không tiếp xúc qua nhưng cái này lại như thế nào mở vung tùy y nóng hầm hập màu trắng nồng vụ, u đọc sách vê đức vê đức đức. U can su. Nét đem mình bao phủ ở bên trong. Hạ vũ quốc đến nhàn rỗi, không hiểu, hướng Erina vị trí quét tới một chút, hơi nhếch khóe môi lên lên, lại nghĩ tới lúc trước mình lần đầu điều giáo chiếc lưỡi của thần đi qua. Khi đó, Erina trù nghệ phong cách, tinh xảo có thừa, như một tòa không tì vết màu trắng tòa thành, thế nhưng quá trắng xám. Mà bây giờ đâu, điều giáo đối tượng mặc dù thay đổi, nhưng theo hạ vũ, cái này kịch bản giống như có như vậy một chút quen thuộc a đồng dạng tinh xảo lôi triết tinh xảo xây dựng ở đắp lên vô giá nguyên liệu nấu ăn bên trên bởi vậy mỗi một chiếc đều lộ ra nặng hơn thiên kim muốn lấy lúc ấy erina thuyết pháp mình cái gọi là thứ dân xử ly ở trên trời cái cân một đầu như vậy lôi triết tinh xảo lân chi xử ly đứng ở bên kia trọng lượng nhưng nhẹ nhõm bạo phá hắn xử ly cho nên chính diện so đấu nguyên liệu nấu ăn thỏa thỏa tự tìm đường cờ hờ kết như vậy thủ thắng điểm ở đâu ngay tại cái này trong nồi a tự nói khẽ cười một tiếng hạ vũ đeo lên cách nhiệt thủ sáo chuyển ra bên trong đưa hơi chân nồi đất phối hợp mở nắp đem nồng đậm sáng rõ nước canh khuynh đảo tại một cái trong chậu sau đó đỡ đến khối băng bên trên nhanh chóng thả mát khối băng tại mấy phút đồng hồ bên trong hòa tan một đống lại một đống làm nước canh bát hạ lúc bánh ga tô chế biến thức ăn mới chính thức bắt đầu một hộp hộp siêu thị ổn định giá trứng gà biến thành đầy bồn trứng dịch lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng hoàn toàn dung hợp liền rót vào nước canh lăn lộn quấy về phần thả gia vị muối ăn, vị xối cái gì, toàn diện đều đã giảm bớt đi, đám người gặp hạ vũ nắm chặt thời gian bận trước bận sau, cuối cùng tại mặt bàn đại khái hai mươi mấy cái xếp đặt trong chén trà, lần lượt rải vào màu trắng bùng trạng vật, lập tức ngạc nhiên không thôi. Đây là cái gì? Không thả muối, không thả vị xối cùng xì dầu, cái này duy nhất gia vị, thực sự xem không hiểu. Giám khảo tịch A một tiếng. Nữ chủ tướng đưa tay che miệng, sững sờ nói, cái này sẽ không phải là. Chương 748, Thí thần giả, thường. A, nữ chủ tướng mắt thấy hạ vũ hướng trên bàn bát trà lần lượt trải vào một chút màu trắng mảnh vỡ ngây ngẩn cả người bánh ga tô còn có thể dạng này thao tác ngửi được một tia lan tràn ra sang tị vị cây tricorina sắc mặt cực kỳ cổ quái chủ đại sảnh không gian là rộng rãi nhưng những này tại chúng đám cự đầu xem ra không thể tưởng tượng tăng thêm vật hương vị rơi trong không khí tương đương gây mũi không cần mảnh ngửi liền có thể ngửi được vị cây ta biết là cái gì hắn điên rồi em đẹp tại sao muốn tại chủ đánh điểm hương vị bánh gà tô bên trong, bỏ vào loại này sang tị gia vị. Lập tức, trong sảnh tràn ngập tiếng chất vấn âm. Là tỏi. Nakiri Erina cái mũi hung hăng nhíu, trong mắt lướt qua chấn kinh, không hiểu, bên cạnh nàng, Alice biểu lộ biến ảo, bối rối cắn ngón tay nói, ai nha, giảng sư đây là muốn làm gì? Dạng này tăng thêm tỏi, quá không hợp với lễ thường hoàn toàn trái với chế biến thức ăn quy tắc nha. Tamagasin cùng hai cái nữ nhi cũng kinh ngạc đến ngay người hình. Tỏi, Tamaga sinh vị này riêng có uy nghiêm trung niên nhân, gương mặt viết khó có thể tin. Đây chính là bát trà chân, coi như không phải phong cách kiểu Nhật, nhưng trứng gà canh, có ai sẽ mãnh liệt tăng lớn tỏi gia vị. Tuyệt đối hắc ám xử ly nha, hắn đây là cam chịu A. Qua tan bê Yuki nhẹn ngào hô, nàng lời nói này, dẫn tới một đám người gật đầu đồng ý. Trối loạn một màn, rơi vào hạ vũ khóe mắt liếc qua bên trong, trong lòng của hắn chỉ là âm thầm cười một tiếng, không nhiều hơn để y tới, cũng không dừng lại giải thích tất yếu. Bởi vì, đợi lát nữa hắn tác phẩm hoàn thành sẽ nói cho đang ngồi đám người đáp án lúc này sớm kịch thấu đánh mất kinh hỉ cảm giác cùng lực trùng kích chẳng phải là trở nên tương đương không thú vị a à, lại khẽ cười một tiếng hạ vũ yên lặng tính thời gian ân đại khái cuối cùng 20 phút đồng hồ kết thúc công việc thời gian này tại hắn chưởng khống bên trong ầm nấu canh loãng cái nồi bị hắn từ lớn lò than trên lò gỡ trừ đổi cái trước giản dị nồi sắt lớn hạ vũ từng cái đem bát trà cái nắp đắp kín dần dần bày ở nồi sắt trong nước nơi này phải chú ý nước không thể tràn qua cái nắp. Một nồi đại khái lắp 10 cái bát trà, cho nên a, à, chỉ cần nấu chín hai đại nồi nước nóng, liền có thể sẽ tại tòa tất cả mọi người đồ ăn chế biến thức ăn làm tốt. 10 phút một vòng. Vừa vặn hai vòng. Gặp Hạ Vũ ngược lại thang, lại mở chạy bằng điện máy quạt gió, trong phòng ngược lại yên lặng lại. Trang ba bộ trưởng tốt xấu còn ý thức được, mình là cái sô cô ghét người chủ trì, lấy lại tinh thần, quay người như thế hướng nữ chủ tướng nói, tri cô chủ bếp, ngươi hướng mọi người giải thích một chút hạ vũ chủ bếp cùng ngươi bác trà chân cách làm chỗ khác biệt. Nữ chủ tướng nhếch miệng đáp, canh loãng, gia vị cùng hỏa hầu. Nhiều, nàng không có giảng kỹ. Canh loãng, đám người mắt thấy hạ vũ nấu canh quá trình, là chủ đánh hải sản phong vị nồng canh. Mà gia vị, tỏi mảnh vỡ bỏ vào, lộ ra dư thừa, đa số đám cự đầu cảm thấy cho rằng là một tay siêu cấp ngu xuẩn nét bút hỏng, chỉ là trở ngại phong độ, không tốt lời nói lạnh nhạt đã tương đương khắc chế. Về phần hỏa hầu, cũng rảnh điểm tràn đầy hô hô bếp nấu hỏa diễm thổ tức âm thanh từ động tỉnh này liền có thể biết hỏa diễm có bao nhiêu tràng đầy, tuy nói hạ vũ nhiều lần chứng minh mình là cái hỏa diễm ma pháp sư nhưng dùng đại hỏa chịu trứng gà luộc canh thật không sợ bánh gato tô già đi cảm giác hủy hoại chỉ trong chốc lát hỏa hậu phương diện tiểu thiếp bí mật quan sát hắc ám giới lãnh tụ nhan kỳ không thể nghi ngờ là quyền uy hắn mì ngậm khen ngợi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trù trong đài hạ vũ càng xem càng là trong lòng sợ hãi thán phục đây chính là bạo viêm nghệ thuật nhìn như lửa mạnh kỳ thực lại là lửa nhỏ. Lửa mạnh thiêu đốt nồi sắt, đầy cái nồi nước sôi đằng, thế là hỏa hầu môi giới bưng phát sinh biến hóa, chuyển thành chân, hắn chủ yếu khống chế, liền là chân chi lửa nhỏ, thông qua khống chế khí thể đạt tới nhanh chóng đun sôi mục đích. Giảng giải là đơn giản, nhưng chân chính thao tác, muốn đem hỏa hầu phân tầng lần, tại cùng một giai đoạn phân công tự, được xưng tụng nhất tâm nhị dụng, tả hữu khai cung, dù là nhan kỳ đều có nho nhỏ khó giải quyết cảm giác. Muốn làm đến loại trình độ này, đỉnh cao nhất bạo viêm, cùng siêu xúc giác phối hợp, điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nhan Kỳ trong lòng thầm suy nghĩ. Yên tĩnh bên trong, bất tri bất giác 20 phút trôi qua. Hô. Thật dài thở khí, cái trán mồ hôi dấu vết rơi, Hạ Vũ cuối cùng rảnh rỗi giơ tay gạt một cái mồ hôi, tiếp lấy gốc đối rơi chỗ xếp hàng tuổi trẻ kimono nữ bột hô, mọi người giúp một chút. Nữ chủ tướng đối đám nữ bột gật đầu, thế là, một loạt nữ bột bưng khay, Hạ Vũ không có mang bất kỳ phòng vệ nào đạo cụ, liền tay không cầm ra trong nước nóng bát trà, cùng sử dụng khăn lau, từng cái cẩn thận lau sạch sẽ vệt nước, mới phất tay để đám nữ bột bưng lên bàn. Gặp hai tay của hắn tại trong nước nóng vừa đi vừa về lấy vật, lại không một tia nóng đỏ vết tích, Alice, Erina tỉ muội không hẹn mà cùng nói nhỏ, biến thái. Chi tiết này, đang ngồi rất nhiều người tịnh không để y, giám khảo tịch bốn vị long cự đầu lại nhìn ở trong mắt, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một vệt tinh quang, tiếng lòng đang nói, là siêu xúc giác không thể nghi ngờ. Không sợ hỏa diễm. Rất nhanh, một phần phần bốc lên trà nóng bát trà, mang cái nắp, bày đặt ở trong phòng tất cả trên bàn trà. Không ai mở động, từng đôi mắt, hội tụ hạ vũ thân. Ngươi rất tự tin. Andre có nhiều thú vị nhìn chầm chầm hắn, không phải giả vờ tự tin và thông dong. Đầu bếp lực lượng tự nhiên đến từ tác phẩm, nhưng ngươi thật coi là, một phần đơn giản bình thường bát trà chân, địch nổi lôi triết vô giá ông trứng. Sử ly bình thường cùng tôn quy, coi là thật từ nguyên liệu nấu ăn quyết định A. Mà lại, ta nói qua, tri cô lão sư vật trân quy không cho phép kẻ khác kinh nhờn, ta muốn bảo vệ. Hạ Vũ lại lắc đầu, quét mắt một vòng rất lâu không có mở miệng, tại cái kia trầm mặt lôi triết, mặt hướng giám khảo tịch có chút không người, ta muốn nói, ta mạnh nhất kỹ nghệ, đều tại phần này bắt trà chân bên trong. Mời nhấm nháp. Phòng trầm mặt một hồi. Khục. Dẫn dắt giám khảo đoàn nhất chân chủ trì, ho âm thanh, như vậy mọi người liền thúc đẩy đi. Ở đây thân phận kẻ cao nhất mở tôn miệng, cũng duỗi tay nắm lấy bát trà đóng, làm bộ muốn để lộ dáng vẻ, trong phòng chúng cự đầu thấy thế, u đọc sách vê đức v đức vê đức u su nét từng cái cũng lộ ra không kịp chờ đợi nắm tay đặt ở vẫn rất nóng nắp trà chỗ bóc gặp đây hạ vũ nhẹ nói bóc lúc này là sen gia môn tại ngột ngạt hô soạt mở nắp động tỉnh liên tiếp vang lên lấy kimono đám nữ bột thị giác căn phòng này sát na có từng đạo sương mù trụ bay lên bắt đầu ăn trước đó đã bị cái kia thanh âm thần bí câu dẫn ra toàn bộ muốn ăn cái này 20 phút đã sớm kìm nén không được đám cự đầu như lan như hổ đói khát cầm nắm thìa cũng không có nhìn kỹ món ăn như thế nào liền luồn vào mở miệng bát trà moi móc ra bánh gato tô đưa vào miệng cái thứ nhất cảm giác nóng cùng cây nóng không cần phải nói mới ra lô hỏa diễm nhiệt độ còn tại nhưng kỳ quái là rõ ràng liền nóng mà không phải bỏng nhìn như kém một chữ lại có thể nói rõ đầu bếp đối lửa đợi dịu đến chút xíu khống chế mà cây là tỏi mạc ban cho những này tỏi mạc kỳ thật lượng không nhiều theo lý thuyết không đến mức như thế nổi bật hết lần này tới lần khác liền kỳ quái ở đây không cần nhấm nuốt bánh ga tô tại trong miệng tan ra trong chớp mắt vừa mới tiếng miệng đột ngột cảm giác toàn đều biến mất không phải nói là cùng bánh ga tô bí mật lớn nhất tại trong miệng hòa hợp một lò nghe trong miệng tự hồ tồn tại hỏa diễm thổ tức thanh âm nữ chủ tướng giống như lọc vào điện giật gương mặt xinh đẹp lập tức chạy không trắng khoan miệng của ta biến thành nung khô thức ăn lò ầm ầm trước đó nhìn thấy cánh cửa kia trở nên ngưng thực trên cửa có phức tạp ác ma điêu khắc trong sương mù môn chậm rãi mở ra tiếp lấy kỳ quái ken ken vỡ vang lên rơi tại thính giác bên trong nữ chủ tướng ngạc nhiên không tự giác vào cửa nhìn bốn phía tuyết trắng vỏ trứng trải đầy mặt đất rõ ràng có rất nhiều thứ phá xác mà ra lại toàn diện biến mất hô không đáy sơn nguyên thổi tới ác quỷ gào khóc gió nữ chủ tướng đi đến vách đá không khỏi hút miệng khí lạnh không thể tin được con mắt thấy chương 749, trăm thí thần giả hà vách đá nữ chủ tướng tựa như thấu thị địa tầng lại có thể rõ ràng nhìn thấy vực sâu dưới đáy cảnh tượng một tầng lại một tầng, một tầng liền là một cái vị diện không gian, như vậy chồng núp ở dưới vực sâu. Nào đó tầng có cự tôm nằm, cái này tôm sát ngoài sắc thái lộng lẫy, không phải là áp suất vì hải sản canh nguyên liệu nấu ăn a. À. Nhưng là, bắn ra ở cái thế giới này, đúng là hình dạng đáng sợ tôm người, đỉnh lấy tôm đầu, có xích hồng sắc cường tráng hình người thân thể, giả tính khí tức, nó cầm nắm tôm thương hóa thành thần binh lợi khí, tại tầng này vị diện chinh chiến sát phạt, rất nhanh tuyên bố đem nơi này nạp vì mình tư nhân lãnh địa, tự phong ác ma lĩnh chủ nào đó tầng là biển sâu thế giới, đại dương mênh mông một mảnh. Mà liền tại hải dương nhất tỉnh mịch chỗ, có to lớn giống như hàng không mẫu hạm sò biển sinh vật, hiện huỳnh quan sát ngoài mở ra, bên trong có gần nước ba động, hình thành một trương thiên nhiên màn nước, trắng nõn tại màn nước về sau, như ẩn như hiện, hình tượng lộ ra một cổ kỳ dị mị hoặc chi khí. Càng ngày càng nhiều cự đầu xuất hiện tại nữ chủ tướng bên cạnh, rất nhanh, mảnh này vách núi liền tụ tập gần 20 người. Có cự đầu nhìn chầm chầm leo lên ác ma vương tọa cự tôn, nhưng càng nhiều người, hai mắt bị cái kia sò biển chi mẫu một mực hút tới, theo lý thuyết, đám cự đầu có thể đạt tới tương đối cao trù nghệ cảnh giới, luận tâm tính y chí tuyệt không phải người thường, nhưng bọn hắn nhìn thấy sò biển bên trong ẩn hiện yểu điệu thân thể mềm mại, trước tiên liền luân hãm ánh mắt căn bản chuyển không ra. Hiện thực, đang ngồi cự đầu, trừ ra lôi triết, những người còn lại tại hưởng dụng bánh gato cái thứ nhất, liền không cấm ngừng mui, một bộ đám chìm biểu lộ. Trong phòng tĩnh đáng sợ, lôi triết lại tại lúc này, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng lẳng lặng đứng yên hạ vũ quét tới, lúc đầu bò lên gân xanh khuôn mặt lại nổi lên một vòng quỷ quyệt tiếu dung, người đấu qua Max, đánh bại Nakiri Ayami, nên biết thực bá đại biểu đồ vật A. Lồng giam. Hắn ha ha cười nhẹ nói, mỗi một vị thực bá đầu bếp, mặc kệ bản nhân có nguyện y hay không, cũng không quan hệ thiện y, ác y, phàm là thực khách từng hắn món ăn, cả người liền bị lồng giam chăm chú bao lấy. Cũng mặc kệ hạ vũ có hay không đang nghe, lôi triết đưa tay, tay phải chậm chậm che khuất mắt trái. Nakiri Ayami lồng giam, là cái kia cái gọi là kim xà vương nước ngươi muốn biết ta lòng giam sao? Lôi tuyết tay trái chỉ đi, một đám đắm chìm trong mỹ thực thế giới cự đầu, đều ở hắn trong nháy mắt, hắn trong mắt lộ ra một tia giọng mỉa mai, nhắc nhở, ngươi cho rằng ta lên trước đồ ăn cầu là cái gì? Gương mặt đột nhiên khôi phục dữ tợn, cầm tù ngươi. Đem ngươi cái gọi là vật trân quy, dẫm không đáng một đồng. Đủ rồi. Hạ vũ chính các loại thực khách nhấm nháp phản hồi, làm sao có thời giờ nghe một kẻ hấp hối sắp cờ hờ kết bên tai bờ bô bô, trước câm miệng ngươi lại đi. Cho ta an tĩnh chút a a a a miệng chứa cười lạnh lôi triết buông xuống tay phải mà mắt trái của hắn chỗ đã bày biện ra đáng sợ ma hóa gân xanh dâng khắp nơi ánh mắt sung huyết khuếch trương nhô lên con ngươi chuyển thành kim sắc bên trong tràn ngập bá giả uy nghiêm bị ta đôi mắt này quét đến trung nhị khí tức mắt trị số ngôn ngữ bỗng dưng dừng lại bởi vì cái này thời điểm trong phòng một đám thực khách giống gặp được cái gì đáng sợ cảnh tượng sắc mặt sinh ra kịch liệt biến hóa ẩn ẩn hoảng sợ ầm ầm vực sâu chúng vị diện trên không chẳng biết lúc nào cao cao lơ lửng một con to lớn mắt dọc màu vàng ống. Mắt dọc giống như thần linh điều động hạ giới giám sát thần quang, chính lạnh lùng dám nhìn phía dưới vực sâu thế giới, nhìn xem những cái kia tại riêng phần mình vị diện thế giới loạn vũ đám ác ma, giống như đang nhìn buồn cười thằng hề, mắt dọc bên trong có nồng đậm giọng mỉa mai. Một thanh âm lúc này vang vọng. Đây chính là ngươi cái gọi là lồng giam. Giám thị. Sư. Cường đại lợi khí tiếng xé gió, dưới đáy nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nữ chủ tướng đã kinh liền lùi lại mấy bước mắt dọc màu vàng ống xuất hiện đột ngột, rút lui nhưng lại phi thường đột nhiên. Một cây vẫn lắc lư không thôi trường mâu, tinh chuẩn cắm ở mắt dọc con ngươi chỗ, thật sâu không có vào. Mắt dọc phát ra tiếng kêu thảm, chỉ là loại kém chi mâu làm sao có thể đánh xuyên ta lồng giam. Loại kém chi mâu. Trào phúng lực mắt trị số tiếng cười. Đột nhiên, trường mâu giấy lên lửa nóng hừng hực, ngay tại hỏa diễm lò luyện bên trong, trứng, tỏi cùng một đám hải sản nguyên liệu nấu ăn, nhau nhau bắn ra kinh sinh mệnh lực của con người. Thiêu đốt mình, phóng xuất ra gấp 10 lần so với lúc trước tư vị thế là thế giới hiện thực một đám nhấm nháp người lúc này chỉ cảm thấy khoang miệng bốc hỏa trứng hương tỏi chi cây cái kia sang tị hương vị trong nháy mắt bị phóng đại hóa cùng một đám phi thường phổ thông hải sản nguyên liệu nấu ăn thế mà hội tụ thành rào rạc không thể nghịch thế dòng lũ lập tức xông bại trước đó lôi triết thư phù lôi ôm trứng tồn lưu tại khoang miệng ký ức cái gọi là lồng giam sụp đổ thành cát ba mắt dọc cũng bể nát vực sâu thế giới truyền ra quần ma tiếng gọi ầm ĩ kiệt ngạo ác ma lĩnh chủ nhóm lại đồng thời hô to một cái xưng hào, thí thần giả. Thí thần giả. To lớn tiếng hô, vang vọng thật lâu bên tai tế. Lôi triết biểu lộ trống không, gốc đứng nguyên địa, cả người đều là mộng bức. Nửa ngày, thẳng đến thanh âm biến mất sạch sẽ, Nakiri Senjamon mới đánh vỡ yên lặng, chỉ hướng trong chén trà bánh gato, mở miệng nói, trong này, có xông phá hết thảy sắc bén lực lượng. Lúc này mọi người mới nhớ kỹ quan sát món ăn. a à, tất cả nữ đầu bếp sư xuất phát từ nội tâm sợ hãi tháng phục, thật đẹp. Không sai, tinh xảo trong chén trà, là một khối huyết ngọc bánh gato, vàng nhạt cùng đỏ sậm lẫn nhau giao hòa, tăng thêm tinh tế tỉ mỉ quan trạch, coi là thật có rất mạnh thị giác lừa gạt hiệu quả. Về phần bánh gato vì sao có thể làm thành dạng này, Hạ Vũ liền lời muốn nói, hắn khẽ mỉm cười nói, dùng củi cá nước dùng hỗn hợp trứng dịch lại chân, bánh gato cơ bản có thể bảo trì nguyên sắc, nhưng ta dùng hải dương nồng canh, bởi vì thả đại lượng sốt cà chua, nước canh vốn là lệch nồng là ám trầm màu sắc, đạt được giải thích, mọi người nhất thời giật mình. Nào có đơn giản như vậy? Tiểu thiếp bên trong, nhan kỳ tay cầm một cái bát trà, cúi đầu nhìn trong chén đường vân phân bố tỉ mỉ bánh gato, tán thưởng không thôi, đây chính là bạo viêm nung khô đi ra côi bảo Mỹ Ngọc. Bình thường, cũng có thể điêu đúc ra Mỹ Ngọc. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết những này sao? Nhất chân trụ trì cười ha hả hỏi. Hạ vũ gật đầu lại lắc đầu, phải, cũng không phải. Hở? Quét mắt một vòng còn không có hồi hồn lôi triết, U đọc sách vê đức vê đức vê đức. U can su. Nét hạ vũ khóe miệng nhếch lên, bình thường chi mâu, cũng có thể chọc thủng nhìn như kiên cố thần chi thuẫn. Chuyện thần thoại xưa bên trong, có quá nhiều phàm nhân thí thần giả. Thần linh còn muốn vong, huống chi là dùng nguyên liệu nấu ăn đắp lên đi ra xử ly. Không có chân chính bất hủ, vô địch xử ly, đây là rất dễ hiểu đạo ly, nhưng ta chân chính muốn nói cũng không phải là cái này. Bình thường chi mâu. Lời nói này, lại dẫn tới một mảnh cười vang, không ít cự đầu đều bị hắn quá độ khiêm tốn làm cho cười trận lại là xấu hổ lại là âm thầm nổi nóng ngươi đây là bình thường vậy chúng ta sống thế nào nha bội hóa điệp gia andre hai tay gấp nâng chén trà sợ cái chén dài chân mình chạy như vậy rất khẩn trương thanh âm lại run rẩy ngươi đến cùng đối với mấy cái này thấp kém nguyên liệu nấu ăn thực hiện pháp thuật gì rõ ràng là phổ thông nguyên liệu nấu ăn đắp lên ngưng hợp thành một cổ lực trùng kích lại đề ngàn vạn lần thật là khủng khiếp Đối với Andre loại này thực bá đầu bếp mà nói, tay nâng chi vật, nhất định đánh vỡ nàng cố hữu xử lý quan niệm. Hả? Nghe vậy, Senjamon có xúc động, lông mày nhíu một cái, sợ hãi phát giác bộ dáng, phóng đại, bội hóa. Hắn trầm ngâm. Đăng đăng đăng. Một loạt tiếng bước chân, lôi triết lấy lại tinh thần trước tiên, liền lao thẳng tới quầy ba, bởi vì hạ vũ cố y lưu lại hai cái bát trà bánh gato, đặt ở quầy ba một trên khay không nhúc nhích. Mở nắp về sau, thì liền biến thành tàn ảnh, Lôi Triết ăn đến quai hàm nâng lên, sắc mặt đặc sắc, bắt đầu ăn tốc độ kinh người, ngoài miệng lại xoắn xuýt. Từng lần một đang nói, đáng giận, cái này tỏi vị cũng quá đột ngột, trứng gà có thể nào cùng tỏi phối hợp đâu? Thật sự là làm ẩu. Sang tị, sạch miệng, sạch người, thật sự là quá sạch, không chỗ không sạch. Thế nhưng là vì cái gì không dừng được đâu? Vì cái gì? A. À. Mấy môi xuống tới Lôi Triết liền như là đi qua hai ngàn mét trường bào vận động, thở hỗn hỉnh, mồ hôi chảy không thôi. Vì cái gì? chương 750, tỏi tức sức sống. Vì cái gì? Lôi triết ăn thái, tương đương xoắn suy, là người đều có thể nhìn ra hắn nồng đậm kháng cự. Vừa mắng, một bên ăn, càng không ngừng nghĩ linh tinh. Cạch khen. Rốt cục, bắt trà rỗng, thì tuột tay nặng nề mà ngã về trong chén, va chạm ra êm tai âm thanh. Bịch một tiếng, hai tay chống ở trên quầy ba, lôi triết mồ hôi nóng lâm ly, không ngừng thô trọng thở dốc. Hắn từ không có cảm giác mệt mỏi như vậy, nhưng lại mệt thoải mái, cam tâm tình nguyện mắt trái ác ma hóa dần dần thủy triều xuống gân xanh tiêu ẩn tại dưới làn da ầm không khỏi tay đập đi đài lôi triết chỉ có thể hướng cái này vô tội phòng bếp tử vật phát tiết trong lòng biệt khuất cùng cảm giác vô lực đáng cờ hờ tết tỏi vị hắn căm tức quá khẽ lăn ra ngoài lăn ra trong miệng trứng gà cùng một đám hải sản nguyên liệu nấu ăn toàn diện thần ẩn chỉ còn tỏi chi vị tại tản ra mình nhiệt lượng thừa sạch lần này mồ hôi chảy càng nhiều lôi triết tại chỗ diễn ra như thế nào xoa gen ước thân mảnh nam chi dụ hoặc vô dụng ngươi ngăn không được thanh âm sâu kín từ phía sau tới chỉ là thấp kém tỏi liền muốn xâm chiếm đầu lưỡi của ta giam cầm ta vị giác sao đừng có nằm mộng lôi triết đầu cũng không về hướng về sau bỗng nhiên phất tay ngươi đi hắn nếm thử muốn đem khoang miệng dư vị đuổi ra ngoài khiến cho mình triệt để khôi phục lại nhưng là vừa muốn nếm thử tỉnh lại thể nội ác ma tế bào ầm ầm Một ti tồn lưu tỏi vị vậy mà cưỡng ép đem lôi triết kéo xuống cái kia làm hắn sợ mất mật chồng co lại vị diện thế giới mà một đám ác ma lĩnh chủ tựa như cảm ứng được rơi xuống sâu vô cùng uyên ngày xưa thần linh tiếng cười nhạo vang vọng ngươi chính là cái kia giám thị chi nhãn công thủ lĩnh thân ác ma lôi cuốn hỏa vân khí thế hùng hổ một cái nhảy ra vị diện đuổi tới trốn cái kia phô thiên cái địa ma diễm bao phủ mà đến lôi triết theo bản năng phản ứng liền là trốn cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho hắn biết không trốn liền muốn bàn giao ở đây thế là lôi triết vung ra bước chân liền cắm đầu chạy vội từ đất càng nghìn dặm màu đỏ lửa nguyên trốn sâu vô cùng biển lĩnh vực cảnh sắc biến ảo cùng ụt ụt mặt biển đột nhiên nhất lên sóng lớn hàng không mẫu hạm sò biển tại vòng xoáy bên trong chầm chậm lộ diện cả người tư thế yểu điệu mỹ nữ tại sóng nước mặt liêm về sau xông lôi triết mị hoặc cười nhẹ muốn tới sao lôi triết khuôn mặt đáng sợ cút nói xong quay đầu lại chạy ba lần này bước chân không có mở ra bao xa hình tượng lại bỗng nhiên biến đổi lôi triết hướng càng sâu luyện ngục thế giới rơi xuống. Vẫn là hải dương, nhưng nơi này nước, đen nhánh, tĩnh mịch, ở trong nước biển kinh hoảng nhìn bốn phía, lôi triết nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, lúc này một trận tràn ngập trào phúng tiếng cười, giống như từ dưới lòng bàn chân yếu ớt truyền đến, có muốn không? Cút! Muốn hay không? Cờ hờ kết! Rốt cuộc muốn sao? Lúc này cái thanh âm kia không cho lôi triết trả lời thời gian, sưu, trong bóng tối, có một cây trơn bóng xúc tu, cơ hồ lặng yên không một tiếng động chống đỡ tới gần, làm lôi triết phát hiện bóng đen lóe lên mà khi đến lại đã chậm ngô miệng tựa như nuốt đầy nước biển trong nháy mắt phồng lên đồng thời giống như có đồ vật gì tại tùy y quấy hắn túi dạ dày bụng dời sông lấp biển lôi triết muốn ói lại nhã không ra chỉ có thể ở trong nước biển tay chân bịch liều mạng giải giụa không nên ta không biết qua bao lâu lôi triết mới bởi vì là một cái tiếng kêu sợ hãi ly trí thoáng trở về đại não hất đầu mồ hôi văng khắp nơi lôi triết nghe kêu sợ hãi tiếng nói có cảm giác quen thuộc không khỏi trương trong đi qua, sắc mặt muốn bao nhiêu quái liền có bao nhiêu quái, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn lớn thở vào. Vừa mới là Andre đang gọi, nàng ngồi liệt có trong hồ sơ mấy về sau, sợi tóc dính mồ hôi ướt nhẹp, dán chặt gương mặt. Tốt ở trên người là một kiện năm nay mùa đông lưu hành thời thượng váy váy dài, không đến mức giống đơn bạc trang phục hè, suốt mồ hôi sau liền cơ hồ trong suốt đem nội y bạo lộ ra. Andre chưa tỉnh hồn, thấy thế, Hạ Vũ đi qua ngồi xổm ở bàn trà trước mặt, ở trước mắt nàng lung lay tay, mang theo nho nhỏ ác thú vị đặt câu hỏi, vị nữ sĩ này ngài cần muốn trợ giúp sao Cốt xấu là lưng cự đầu tỉnh táo lại nghe vậy hung hăng trừng một chút hạ vũ ngươi làm chuyện tốt nàng kiểm TR, A trên thân quần áo cũng quan sát phòng phát hiện chỉ có mấy ánh mắt nhìn nơi này không có cái gì có thế sợ quần thể vây xem tràn diện lần này andre một trái tim mới rơi xuống mồ hôi còn tại thấm lưu andre dùng khăn giấy lau mồ hôi ướt nhẹp viên giấy thế mà đóng không ngừng sảng khoái lúc này một cái thở dài thỏa mãn Dojima Gin chẳng biết lúc nào hết nửa người trên, cường tráng thân thể, mồ hôi dấu vết rơi, cho người mãnh liệt nam tử dương cương khí tức. Hắn lấy tay lưng xóa đi cái tráng mồ hôi, sau đó xông hạ vũ cao giơ ngón tay cái, một phần bát trà chân, bù đắp được ta một tháng vận động chi lực. Tỏi, tức tượng trưng cho sức sống, vận động A. Nói, Dojima Gin đứng dậy, giống như là cái cơ bắp lực sĩ, tới hào hứng, tại chỗ diễn dịch mãnh liệt nam tử nhân thể tú. Ngược lại là Nakiri gia tỉ muội cùng Nakiri Senjamon, đối hạ vũ liên tiếp ghé mắt. Alice khuôn mặt đỏ bừng, lại khó được nho nhỏ lôi kéo Erina góc áo, cái mông chuyển tới, xích lại gần cơ hồ kề tai nói nhỏ, thấp giọng nói, Erina, quen thuộc A. À. Erina biết nàng đang nói cái gì, nhẹ gật đầu, vận động áo nghĩa. Tốt kích thích. Alice liền là vừa vặn kinh lịch cực hạn khóc chạy vận động thanh xuân thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp sức sống bắn ra bốn phía, trong mắt phát ra vẻ hưng phấn, vỗ tay yêu kiều cười, ta hẳn là đem mình ăn vào, viết thành một thiên tên là Alice vượt sâu khóc chạy nhật kia. Nghe vậy, Erina mắt trợn trắng lên, ngươi giống như cũng không là vận động thiếu nữ. Alice hì hì cười nói, nhưng từ giờ trở đi ta là nha. Giảng sư bác trà chưng để cho ta yêu khóc chạy, U đọc sách v v v, -v, -v. U can su. Nét không được a. À. Nàng không quên ép buộc. Erina khẽ hừ nhẹ âm thanh, cắn đầu ngón cái, quan sát bốn tòa, gặp giám khảo tịch bảy vị đại lão cũng đang thảo luận, trong phòng càng là tràn ngập tương tự hưng phấn tiếng bàn luận xôn xao. Những âm thanh này đem so với trước tự hồ nguyên khí tràn đầy, mỗi người trung khí 10 phần. Một cổ không hiểu kiêu ngạo sinh sôi, Erina có chút ngồi thẳng, rốt cục dám con mắt đối vị kia quan hoàng gia thân tuổi trẻ giảng sư chú mục mà đi. Hạ Vũ đang cùng nữ chủ tướng, Andre đàm tiếu. Bên, Alice lại xích lại gần tới nghiền ngẫm nói, đêm nay trận này long trọng tấn thăng điển lễ, giống như là vì giảng sư chuẩn bị, hắn mới là điển lễ nhân vật chính nha. Erina dở khóc dở cười. Thật đúng là dạng này, trong phòng cự đầu đối hạ vũ giao phó bát trà chân thần bí đồ vật, nói không ngừng, mà một đám không có thưởng thức được thức ăn và hầu hạ nữ môn, chỉ có thể đứng ở nơi hẻo lánh, vụng trộm đối vị trẻ tuổi kia ném lấy tôn kính, ngưỡng mộ ánh mắt. Ai? Nhưng trong lòng nhỏ không thể thấy thở dài, Erina chính mình cũng không hiểu thở dài nguyên do, ánh mắt phức tạp. Hắn, đã vượt qua lân ngọn núi này, đứng tại trên đường núi, lôi triết liền là hắn trèo đèo lội suối mạnh mẽ nhất chứng minh, nhưng ta chỉ có thể cách hai trọng núi, xa xa nhìn bóng lưng của hắn, trên đầu gối tú quyền nắm chặt, Erina ánh mắt kiên quyết, mùa đông này, không, trước Tết, ta nhất định phải đột phá đặc cấp, ngay tại cái này mùa đông đặc cấp khảo hạch. Đột nhiên, trong phòng yên tĩnh, lôi triết đi đến hạ vũ trước mặt, vì cái gì? Hắn quá khẽ, ngươi sử dụng nguyên liệu nấu ăn, không, tỏi, cái kia cũng không phải phổ thông tỏi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? À? Có phải hay không phổ thông tỏi, các hạ lân miệng lưỡi đầu, coi là thật ăn không ra. Hạ vũ buồn cười. Lôi triết liền cùng gặp quỷ giống như, một mặt không tin gấp chằm chằm môi hắn lúng túng mấy lần ngươi dùng pháp thuật gì